Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 17. Anh ta muốn giết con. Lần điều trị này kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Ngải Lâm hết xoa bóp rồi lại châm cứu. Sau khi điều trị xong, cô ấy mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại. Kỳ tích, quả thật là kỳ tích. Một chuyên gia già với mái tóc hoa râm đột nhiên la lên đầy phấn khích. Ông Diệp, ông sao vậy? Các chuyên gia khác ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi tôi thấy ngón tay của bệnh nhân cử động. Đây mới chỉ là lần điều trị đầu tiên thôi mà bệnh nhân đã có phản ứng rồi. Điều này cho thấy bệnh nhân đã có phản xạ không điều kiện với thế giới bên ngoài rồi. Ông Diệp chỉ vào tay Tần Đại Dũng, hưng phấn nói, theo tiến độ này, tôi đoán nhiều nhất 5 ngày là bệnh nhân có thể tỉnh lại. Tôi cũng nhìn thấy, vừa rồi tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt cơ, nhưng không ngờ rằng ngón tay của bệnh nhân đã cử động thật đó. Thật không thể tin được, chuyên gia Ngải Lâm, cô quả là viên ngọc sáng của Chiêu Châu, tài y thuật của cô khiến chúng tôi hổ thẹn không bằng. Chuyên gia Ngải Lâm, cô có thể nhận tôi làm học trò không? Trong chốc lát, cả phòng bệnh xôn xao hết cả lên, thậm chí mấy chuyên gia già tóc đã hoa râm kia cũng muốn bái Ngải Lâm làm thầy. Cảnh tượng này đã lay động được Châu Ngọc Thúy, đến lúc này bà ta mới ý thức được cô gái trẻ này là một chuyên gia y học tài giỏi đến nhường nào. Bệnh viện Nhân dân Giang Hải là một trong 3 bệnh viện tốt nhất Giang Hải, các chuyên gia có mặt ở đây có thể nói là những chuyên gia giỏi nhất Giang Hải. Ngay cả những chuyên gia đẳng cấp mà cũng tỏ ra cung kính với Ngải Lâm. Tần Thanh Tâm biết Ngải Lâm rất giỏi, nhưng không ngờ cô ấy lại giỏi đến như vậy. Tốt quá rồi chồng ơi, cuối cùng bố cũng sắp tỉnh lại rồi, Tần Thanh Tâm kích động nói. Dương Thanh cũng rất vui mừng, anh biết, việc Tần Đại Dũng tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chị Lâm, chị vất vả rồi. Dương Thanh bước đến, cảm kích nói. Ngải Lâm khẽ lắc đầu. Mệt mỏi nói, cậu Thanh, 9 giờ sáng mai chị lại đến. Được. Dương Thanh gật đầu, dặn dò Mã Siêu đang đứng bên cạnh, trong những ngày này, tôi giao cho cậu phụ trách việc bảo đảm an toàn cho chị Lâm. Vâng, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mã Siêu lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng thẳng người nhận lệnh. Sau khi Ngải Lâm và Mã Siêu cùng nhau rời đi, Tần Thanh Tâm nhiều chuyện hỏi, Mã Siêu và chị Lâm, hai người ấy có chuyện gì à? Dương Thanh gật đầu, bùi ngùi nói, gia đình chị Lâm là một gia tộc lớn ở Yến Đô, trong khi đó Mã Siêu lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu ấy luôn rất tự ti, chỉ có thể âm thầm đơn phương chị Lâm. Còn chị Lâm thì lại cảm thấy mình lớn tuổi hơn Mã Siêu, nên mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn không có tiến triển gì. Đằng trai có tình, thế đằng gái có ý không? Tần Thanh Tâm hỏi. Dương Thanh lắc đầu, chị Lâm cùng lắm chỉ có ấn tượng tốt với Mã Siêu mà thôi. Chứ chưa đến mức thích. Hai vợ chồng tám chuyện một hồi, Tần Thanh Tâm cũng vui vẻ hơn vì Tần Đại Dũng sắp tỉnh lại. Tâm trạng buồn bực do cãi nhau với Châu Ngọc Thúy lúc nãy cũng tan biến sạch. Những ngày tới, mỗi sáng và tối, Ngải Lâm sẽ đích thân làm trị liệu cho Trần Đại Dũng, mỗi lần điều trị sẽ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. 3 ngày liền, tình trạng của Tần Đại Dũng ngày một tốt hơn, các chỉ số cũng dần dần trở lại mức bình thường. Vì Châu Ngọc Thúy lên sóng Livestream đính chính nên cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Thanh đã tăng vọt, gần đây Tần Y rất bận rộn. Vì mọi việc ở tập đoàn Tam Hòa đều đã ổn định, nên Tần Thanh Tâm dứt khoát xin nghỉ phép năm trước, mỗi ngày đều ở lại bệnh viện. Về phần Châu Ngọc Thúy, mỗi ngày bà ta đều thấp thỏm lo âu. Có Dương Thanh ở đây, bà ta không có cơ hội ra tay. Mỹ Linh, rốt cuộc bác nên làm thế nào đây? Châu Ngọc Thúy gọi cho Trịnh Mỹ Linh nói ra toàn bộ tình hình mới nhất. Dù sao thì ngay từ đầu chính Trịnh Mỹ Linh là người đã chủ động tìm đến cửa và bảo bà ta ra tay với Dương Thanh. Bà bác, bà đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả, Trịnh Mỹ Linh giả ngu nói. Nếu Tần Đại Dũng chết rồi thì còn dễ nói, nhưng người vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sao Trịnh Mỹ Linh có thể để mình bị cuốn vào mớ rắc rối này được? Trịnh Mỹ Linh, cô nói vậy là sao? Lúc đầu cô tìm tôi để đối phó với Dương Thanh, bây giờ chuyện sắp bại lộ liền muốn phủi sạch tội trạng à, Châu Ngọc Thúy tức giận nói. Bác à, tốt nhất là bà nên suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói. Tôi nói mình sẽ ra tay với Dương Thanh bao giờ. Nếu bà cứ làm phiền tôi sẽ nói chuyện bà cho người ám sát Tần Đại Dũng ra đấy. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh, nói một tràng dài. Nghe đến đây, Châu Ngọc Thúy lập tức sợ bay màu, không dám cứng miệng nữa. Giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều,
bà ta khổ sở van nài, Mỹ Linh, coi như bác cầu xin cháu đấy, nhé. Cháu mau nghĩ cách gì đi, bác nên làm gì bây giờ? Nếu còn không nghĩ cách giải quyết chuyện này, lỡ như mọi chuyện sẽ bại lộ thì bác chết chắc. Bác bảo đảm với cháu, chỉ cần cháu có thể giúp bác giết Tần Đại Dũng, bác sẽ giết Dương Thanh cho cháu. Châu Ngọc Thúy thực sự lo lắng, bà ta không biết mình còn có thể cầu cứu ai nữa. Đã 3 ngày trôi qua, tình hình của Tần Đại Dũng ngày một tốt lên, các chuyên gia ở bệnh viện còn nói Tần Đại Dũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, bà ta thực sự lo sợ. Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa. Sau một hồi im lặng, Trịnh Mỹ Linh cúp điện thoại luôn. Nghe thấy tiếng tút dài phát ra từ đầu bên kia, vẻ mặt Châu Ngọc Thúy trở nên dữ tợn, con danh khốn kiếp, lợi dụng tao xong rồi muốn phủi sạch quan hệ à. Đừng hòng, dù có chết tao cũng sẽ kéo mày theo cùng. Châu Thành, nhà họ Châu. Trịnh Mỹ Linh cúp điện thoại xong, thấp thỏm lo sợ, dầm một tiếng, cô ta ném mạnh điện thoại xuống sàn, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng ra mình không nên bắt tay với người đàn bà ngu ngốc này. Làm mình lỗ mất 800.000 tệ mà ngay cả một cọng lông của Dương Thanh cũng không bị làm sao, ngược lại còn tự hại mình nữa chứ. Thật ra, khi biết tin Tần Đại Dũng không chết, Trịnh Mỹ Linh cả ngày lo sợ bất an. Tuy Châu Ngọc Thúy cho người tông Tần Đại Dũng, nhưng cô ta lại là người đưa tiền cho Châu Ngọc Thúy làm chuyện này. Nếu Châu Ngọc Thúy bị bại lộ, thì nhất định cô ta sẽ bị liên lụy. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Trịnh Mỹ Linh lo lắng phát khóc. Không phải cô ta không muốn giúp Châu Ngọc Thúy, mà là cô không biết phải làm sao, chỉ có thể giả ngu trước khi nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Mỹ Linh, con sao vậy? Lúc này, giọng nói bố cô ta đột nhiên vang lên. À, con không sao. Trịnh Mỹ Linh đang mải suy nghĩ, Trịnh Dương đột nhiên hỏi làm cô ta giật bắn mình. Trịnh Dương cau mày nói, vừa rồi bố đứng ở cửa rất lâu, thấy con cứ hồn vía trên mây ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho bố nghe xem nào. Mặc dù Trịnh Dương đã không còn tình cảm với Châu Ngọc Dung từ lâu, nhưng ông ta vẫn rất yêu thương đứa con gái Trịnh Mỹ Linh này. Mặc dù bây giờ nhà họ Trịnh đã suy yếu đi nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn trụ được. Nay nhà họ Trịnh đã dần khôi phục lại bình thường, và mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Bố, con không sao thật mà. Ánh mắt Trịnh Mỹ Linh tránh né, không dám nhìn thẳng Trịnh Dương, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho bố. Trịnh Dương tức giận quát. Rõ ràng Trịnh Mỹ Linh đang gặp rắc rối gì đó, chuyện này cô ta không thể qua mặt được Trịnh Dương. Nước mắt của Trịnh Mỹ Linh lập tức trào ra, cô ta đột nhiên quỳ xuống dưới chân Trịnh Dương. Mỹ Linh, thế này là thế nào? Trịnh Dương lo lắng, ông ta có một linh cảm không lành. Bố, con đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc, bố phải cứu con, nếu không, anh ta sẽ giết con mất. Trịnh Mỹ Linh vừa khóc vừa nói. Bây giờ chỉ có Trịnh Dương mới có thể giúp được cô ta. Không phải con gái tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, Trịnh Dương tức giận hỏi. Là một người bố, ông ta rất rõ con gái mình là người như thế nào. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn nên Trịnh Mỹ Linh mới phải quỳ xuống cầu xin giúp đỡ như thế này. Trịnh Mỹ Linh không dám giấu giếm, vội vàng nói hết toàn bộ âm mưu giết Tần Đại Dũng và Dương Thanh cho Trịnh Dương nghe. Bốp! Trịnh Mỹ Linh vừa nói xong, Trịnh Dương liền tát cô ta một bạt tai, giận dữ gầm lớn, đứa con gái ngỗ nghịch này. Mày thật to gan, dám thuê hung thủ giết người. Mày muốn cả nhà họ Trịnh phải xuống mồ cùng mày đấy à? Đây là lần đầu tiên Trịnh Dương đánh Trịnh Mỹ Linh, nhưng lúc này Trịnh Mỹ Linh còn tâm trí nào so đo mấy chuyện này chứ? Cô ta quỳ dưới chân Trịnh Dương khóc lóc bố, con cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Trịnh mà. Nếu không phải tại anh ta thì nhà họ Trịnh chúng ta đâu có gặp nhiều rắc rối như vậy. Nếu bố không giúp con, đến khi Châu Ngọc Thúy bị bại lộ, với sự ác độc của bà ta, nhất định bà ta sẽ khai ra con. Dương Thanh chắc chắn sẽ không tha cho con đâu bố ơi, bố mau nghĩ cách gì đi bố. Trịnh Mỹ Linh thực sự sợ rồi, cô ta khóc như mưa. Tuy Trịnh Dương rất tức giận nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nói lớn ra thì đây là mưu sát, một khi sự việc bại lộ, cho dù Châu Ngọc Thúy có là thủ phạm chính nhưng Trịnh Mỹ Linh cũng không tránh khỏi có liên quan. Trong đám cưới lần trước ở nhà họ Châu, ông ta đã tận mắt chứng kiến được bản lĩnh của Dương Thanh rồi. Trịnh Dương có bán toàn bộ gia sản nhà họ Trịnh cũng không thể cứu được Trịnh Mỹ Linh. Bố, con là đứa con gái duy nhất của bố.
Nếu con chết rồi thì bố sẽ ra sao đây? Bố, xin bố hãy giúp con thực sự đã biết mình sai rồi, con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Trịnh Mỹ Linh vẫn đang khổ sở van xin, Trịnh Dương đang rối rắm đột nhiên quát lên một tiếng, câm miệng. Trịnh Mỹ Linh nhận ra được rằng Trịnh Dương không từ chối, mà hình như là đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Hồi lâu, Trịnh Dương đột nhiên nói, bây giờ chỉ có một cách duy nhất để giải quyết chuyện này thôi, đó là Tần Đại Dũng phải chết. Đúng vậy, chỉ cần Tần Đại Dũng chết thì sẽ không một ai biết được sự thật. Cho dù Dương Thanh nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ thì anh ta cũng không thể làm gì được. Trịnh Mỹ Linh vội nói. Nhưng giết Tần Đại Dũng nào có dễ dàng gì, Trịnh Dương cảm thấy khó khăn. Vừa rồi ông ta nghe Trịnh Mỹ Linh nói bây giờ Dương Thanh đang túc trực bên cạnh Tần Đại Dũng 24/24, Châu Ngọc Thúy không có cách nào lại gần Tần Đại Dũng, nên âm mưu mới bất thành. Nếu nghĩ cách dụ Dương Thanh rời đi thì Châu Ngọc Thúy sẽ có cơ hội ra tay rồi, Trịnh Mỹ Linh nói. Trịnh Dương không nói gì, vẻ mặt trầm tư, một lúc lâu sau mới lắc đầu, bây giờ đừng trông chờ gì ở người đàn bà ngu xuẩn đó nữa. Chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Bố, đừng nói là bố bảo con đi giết Tần Đại Dũng đấy nhé. Dương Thanh đã biết chuyện con đến tìm Châu Ngọc Thúy vào hôm Tần Đại Dũng gặp nạn rồi. Nếu bây giờ con đến Giang Hải, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết con mất. Trịnh Mỹ Linh hốt hoảng, kích động nói. Trịnh Dương lắc đầu nói, từ hôm nay trở đi, con ở im trong nhà cho bố, không được đi đâu cả. Vậy bên phía Tần Đại Dũng phải làm sao hả bố, đây là điều mà Trịnh Mỹ Linh quan tâm nhất. Bố sẽ cho người xử Tần Đại Dũng, một tia lạnh lẽo xẹt qua mắt Trịnh Dương. Nghe vậy, cả người Trịnh Mỹ Linh run rẩy, nhưng cô ta rất vui mừng khi nghĩ đến việc Tần Đại Dũng sắp chết. Bố, con cảm ơn bố. Cô ta kích động nói. Đây là lần cuối cùng bố giúp con, nếu lần sau con còn qua lại lại ả đàn bà ngu dốt kia nữa thì đừng trách bố không nghĩ tới tình cha con, Trịnh Dương nghiêm nghị cảnh cáo. Bố yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bao giờ liên lạc với người đàn bà ngu ngốc đó nữa đâu. Trịnh Mỹ Linh vội vàng hứa. Trịnh Dương gật đầu, đi tới bên cửa sổ gọi một cuộc điện thoại, ông Hồng, tôi muốn nhờ ông giết một người. Cuối cùng, Trịnh Dương phải chi 5 triệu tệ cho vụ này. Đây là lần cuối cùng. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Dương lạnh lùng nói. Bố, con biết rồi, bố yên tâm, con sẽ không bao giờ gây thêm rắc rối cho bố nữa đâu, Trịnh Mỹ Linh nói. Dương Thanh, người vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng không hề biết rằng Trịnh Dương dám thuê người giết Tần Đại Dũng. Nhưng ngay cả khi anh biết, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần Tần Đại Dũng chưa tỉnh lại, anh sẽ không rời khỏi bệnh viện. Chồng à! Anh không cần ở lại bệnh viện cùng em đâu, anh đến công ty giúp y đi. Gần đây con bé bận quá, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, tan ca còn phải đến bệnh viện thăm bố nữa. Tần Thanh Tâm đau lòng khi nhìn thấy hai mắt đầy tơ máu của Dương Thanh. Bảo Dương Thanh đi giúp Tần Y chỉ là cái cớ để anh có thể nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Châu Ngọc Thúy cũng ở lại bệnh viện, một mình bà ta chiếm một chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân, Tần Thanh Tâm ngủ một giường. Còn Dương Thanh, anh chỉ có thể dựa vào chiếc sofa còn lại mà ngủ thôi. Tần Thanh Tâm nhìn thấy vậy, xót lắm. Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy, mắt sáng lên, vội vàng nói, có tôi và con bé Tâm ở đây trông là được rồi. Cậu là đàn ông con trai, ở đây cả ngày chỉ tổ lãng phí thời gian. Đi làm thì không đi, chỉ muốn con gái tôi kiếm tiền về nuôi cậu à. Mà cũng đúng thế thật, mấy ngày nay, Châu Ngọc Thúy thường chủ động nói chuyện với Tần Thanh Tâm. Nhưng Tần Thanh Tâm không thèm đoái hoài. Đây là lần đầu tiên bà ta nói chuyện với Dương Thanh. Dương Thanh híp mắt nhìn Châu Ngọc Thúy. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, Châu Ngọc Thúy bối rối đến mức chưa kịp nói xong đã ngậm miệng lại. Ừ, vậy anh về trước nhé. Chuyện bên này giao cho em vậy, tối mai anh lại đến, Dương Thanh nói. Châu Ngọc Thúy nghe Dương Thanh nói vậy mừng như điên. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng bà ta cũng tìm được cơ hội ra tay rồi. Tuy nhiên, bà ta không để ý thấy khóe miệng Dương Thanh nhếch lên đầy giễu cợt. Được rồi, đã hơn 8 giờ tối rồi, anh mau về nhà đi, nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt, ngày mai còn phải đến công ty giúp y nữa, Tần Thanh Tâm dục. Dương Thanh gật đầu, xoay người rời đi. Ngay khi anh vừa rời đi, Châu Ngọc Thúy đứng dậy nói, Thanh Tâm, mẹ ra ngoài mua ít trái cây một lát rồi về. Tần Thanh Tâm không thèm quan tâm, cô chỉ nhìn Tần Đại Dũng.
Dương Thanh đang đi ra khỏi bệnh viện, anh đã sớm phát hiện có người đi theo sau lưng, khóe miệng cong lên, giả vờ như không biết, tiếp tục đi thẳng. Châu Ngọc Thúy nghĩ rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng không ngờ rằng Dương Thanh đã biết từ lâu. Đường đường là tướng quân biên giới phía Bắc, năng lực trinh sát sao có thể kém được chứ? Châu Ngọc Thúy tận mắt nhìn Dương Thanh rời khỏi bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm, hung dữ nói cuối cùng mình cũng đợi được cơ hội này rồi. Bên kia, ngay sau khi Dương Thanh rời khỏi bệnh viện không lâu, anh lại quay xe đi về hướng bệnh viện. Sở dĩ anh rời đi là để Tần Thanh Tâm yên tâm, đồng thời cũng để cho Châu Ngọc Thúy có cơ hội ra tay. Mặc dù Tần Đại Dũng sắp tỉnh lại, nhưng anh cũng không chắc là ông ấy có biết Châu Ngọc Thúy cho người ám sát mình hay không. Chỉ khi Châu Ngọc Thúy tự mình lòi đuôi cáo mới là kết quả tốt nhất. Nay Tần Thanh Tâm cũng nghi ngờ Châu Ngọc Thúy, chỉ cần bà ta ra tay, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mặc dù Tần Thanh Tâm sẽ rất buồn, nhưng cô đã nghi ngờ Châu Ngọc Thúy từ lâu, nên chắc cô sẽ có thể sớm vượt qua được giai đoạn đau buồn này. Trong phòng bệnh, ngoài Tần Đại Dũng ra thì chỉ có Tần Thanh Tâm và Châu Ngọc Thúy mà thôi. Hai người giống như hai người xa lạ vậy, không ai nói với ai câu nào. Đợi đến 1 giờ sáng, nhân lúc Tần Thanh Tâm đi vào nhà vệ sinh, Châu Ngọc Thúy nhanh chóng đứng dậy, mở một túi giấy nhỏ, đổ toàn bộ bột trắng bên trong vào cốc nước của Tần Thanh Tâm. Đây là thuốc ngủ bà ta đã chuẩn bị từ rất lâu. Sau mấy ngày quan sát, bà ta phát hiện mỗi lần đi vệ sinh xong, Tần Thanh Tâm đều uống một cốc nước. Quả nhiên, sau khi Tần Thanh Tâm bước ra, cô liền cầm cốc nước trên bàn lên, uống hết nửa cốc. Không bao lâu, Tần Thanh Tâm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cô liếc mắt nhìn thời gian, đã 1:30 sáng rồi. Cô lại liếc nhìn Châu Ngọc Thúy đang nằm trên giường bên cạnh, có vẻ như bà ta đã ngủ say, bây giờ cô mới yên tâm đi ngủ. Tuy nhiên, cô vừa mới nằm lên gối, cơn buồn ngủ liền ập đến. Dưới tác dụng của thuốc ngủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Tần Đại Dũng, ông đừng trách tôi độc ác, nếu có trách thì hãy trách mình, ai bảo ông bắt tôi dọn ra ngoài sống khổ cực cùng ông làm gì. Châu Ngọc Thúy rón rén đến bên giường bệnh của Tần Đại Dũng với vẻ mặt độc ác, ông chết rồi thì trên đời này sẽ không còn ai biết Tần Thanh Tâm không phải là con gái ruột của tôi nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoảng sợ bất an. Đúng lúc Châu Ngọc Thúy đang chuẩn bị ra tay giết Tần Đại Dũng thì cạch một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Châu Ngọc Thúy giật bắn mình, ngay lập tức ngừng lại. Vừa quay lại, bà ta đã thấy một bác sĩ đang đẩy xe dụng cụ vào phòng bệnh. Muộn thế này rồi mà vẫn tiêm à? Châu Ngọc Thúy không hài lòng hỏi. Do chột dạ nên thậm chí bà ta còn không nhận ra đối phương là một người đàn ông đeo khẩu trang. Bình thường sẽ chỉ có một cô y tá vào phòng bệnh lúc 2 giờ sáng mà thôi. Bác sĩ nam liếc nhìn Châu Ngọc Thúy một cái, không thèm quan tâm. Cạch! Ông ta mở ống tiêm thủy tinh ra, dùng ống tiêm hút dung dịch thuốc, rồi chuẩn bị tiêm cho Tần Đại Dũng. Cạch! Đúng lúc này, bóng một người trẻ tuổi lẳng lặng xuất hiện bên cạnh bác sĩ nam và nắm lấy cổ tay ông ta. Dương Thanh! Châu Ngọc Thúy kinh ngạc kêu lên, bà ta không ngờ Dương Thanh sẽ tới. Ông muốn làm gì? Bác sĩ nhìn thấy Dương Thanh như gặp kẻ thù, nhưng ông ta vẫn nén lại ý muốn giết người và hỏi. Khóe miệng Dương Thanh hơi nhếch lên. Mỉa mai, ông là ai? Tôi là bác sĩ trực đêm nay, và bây giờ tôi cần tiêm thuốc cho ông ấy. Giọng bác sĩ hơi khàn khàn, vang lên từ sâu trong cổ họng. Dương Thanh lắc đầu, ở đây tôi chưa từng gặp bác sĩ nào như ông cả. Vốn dĩ Dương Thanh định triệt để vạch trần Châu Ngọc Thúy, nhưng anh không ngờ vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra biến cố. Người đàn ông mặc áo blau trắng này hoàn toàn không phải là bác sĩ, mà là một kẻ giết người. Biết bị lộ. Tên sát thủ đã không chút do dự đá vào bụng dưới của Dương Thanh. Bịch! Nhưng đối phương còn chưa chạm vào người của Dương Thanh thì đã bị anh đấm vào mặt, cả người bay ra ngoài. Bốp! Dương Thanh nhanh như chớp, lập tức lao ra ngoài. Lúc này, tên sát thủ vừa nãy bị Dương Thanh đấm một cú bay ra đập mạnh vào tường. Bộp! Dương Thanh nắm lấy cổ ông ta, dùng lực của cánh tay nâng tên sát thủ lên dưới sự kinh ngạc của Châu Ngọc Thúy. Tay chân của tên sát thủ cứ vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát ra được. Không bao lâu, khi ông ta sắp chết ngạt, Dương Thanh đột ngột buông tay. Bịch! Tên sát thủ ngay lập tức đổ ầm người xuống đất, hít lấy hít để không khí. Dương Thanh giẫm một chân lên ngực ông ta, lạnh lùng hỏi, nói, ai sai ông đến?
khẩu trang trên mặt của tên sát thủ đã rơi ra, để lộ một khuôn mặt trung niên. Sắc mặt tên sát thủ lúc này tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, mày là ai? Ở Giang Hải này, tao chưa từng nghe nói có cao thủ nào trẻ tuổi như mày. Sắc sắc, Dương Thanh dẫm lên chân ông ta, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. A, à, tên sát thủ còn chưa kịp kêu lên thì Dương Thanh đã nhét một miếng rẻ vào miệng ông ta rồi. Châu Ngọc Thúy, người đã tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, bị dọa sợ đến mức trốn trong góc, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy bộ mặt đáng sợ như vậy của Dương Thanh. Một chân giẫm gãy một bên chân của người đàn ông kia, và tiếng xương gãy giống như một âm thanh ma thuật, cứ văng vẳng bên tai bà ta. Dương Thanh không thèm để ý tới Châu Ngọc Thúy, thờ ơ nói, nếu ông dám rên lên tiếng nào, thì đi chết đi. Nói xong, anh lấy rẻ lau ra khỏi miệng tên sát thủ. Tên sát thủ cố nén cơn đau do gãy xương chân, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, toàn thân run rẩy. Ông ta biết người thanh niên trước mặt mình vô cùng đáng sợ, và mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Đối phương giết ông ta dễ như giết một con chó. Cho ông một cơ hội sống cuối cùng, nói cho tôi biết, ai sai ông đến giết bố vợ tôi. Giọng Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo, cả căn phòng dường như đã biến thành một hầm băng. Là ông Hồng sai tôi đến. Ông ta chỉ bảo tôi giết một người thực vật chứ không hề nói bất kỳ tin tức nào khác. Tên sát thủ không dám giấu giếm, kể hết những gì mình biết. Ông Hồng là ai? Dương Thanh lại hỏi. Tên ông ta là Hồng Nham, ông chủ quản lý các tụ điểm ăn chơi ở Châu Thành, tên sát thủ trả lời lưu loát. Ánh mắt Dương Thanh lóe lên, Châu Thành à. Anh đột nhiên nghĩ đến một người, tuy chưa có bằng chứng, nhưng về cơ bản có thể chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô ta. Bịch. Dương Thanh đá vào đầu tên sát thủ, khiến hắn ta hôn mê ngay lập tức. Anh Thanh. Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông vạm vỡ chạy vào phòng bệnh, khi nhìn thấy tên sát thủ nằm trong phòng bệnh, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Hai người đàn ông to lớn này được sắp xếp ở bệnh viện, ngoài việc bí mật bảo vệ Tần Đại Dũng ra, còn có nhiệm vụ giúp đỡ Dương Thanh. Mang đi, xử lý sạch sẽ chút, Dương Thanh hờ hững nói. Vâng, anh Thanh. Hai người đàn ông to lớn vội đáp, rồi vác tên sát thủ rời khỏi phòng. Từ khi tên sát thủ xuất hiện định giết Tần Đại Dũng, cho đến lúc Dương Thanh giải quyết ông ta, toàn bộ quá trình chỉ trong vòng vẻn vẹn 5 phút. Nhưng Châu Ngọc Thúy tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này, lúc này trong mắt bà ta toàn là sự kinh hãi. Vừa rồi Dương Thanh dặn dò hai tên đô con kia mang người đi dọn dẹp sạch sẽ, như thế là có ý gì? Muốn giết ông ta? Châu Ngọc Thúy kinh hãi đến cực điểm. Bà ta đột nhiên cảm thấy may mắn vì vừa rồi tên sát thủ này xuất hiện đúng lúc, nếu không, kết cục của ông ta chẳng phải chính là kết cục của mình sao? Cậu định làm gì? Thấy Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía mình, Châu Ngọc Thúy toàn thân lạnh cóng, suýt nữa thì tiểu ra quần. Đột nhiên bà ta có cảm giác, ánh mắt Dương Thanh nhìn mình như nhìn một người chết vậy. Dương Thanh không trả lời câu hỏi của Châu Ngọc Thúy, anh đi đến bên cạnh Tần Thanh Tâm để kiểm tra. Sau một hồi, anh phát hiện cô đã ngủ say mới yên tâm. Anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy, cậu Thanh. Cha cho tôi một chuyện. Có một người tên là Hồng Nham ở Châu Thành, ông ta đã phái người đến Giang Hải để giết bố vợ tôi. Hỏi ông ta xem ai là người muốn giết bố vợ tôi, Dương Thanh hỏi. Vâng. Cúp điện thoại xong, Dương Thanh cũng không có ý định rời đi, anh ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn Châu Ngọc Thúy, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, bà ta làm gì còn tâm trí ngủ nghê gì nữa. Bây giờ bà ta chỉ muốn rời đi. Nhưng lại không dám. Cạch, cạch, cạch. Dương Thanh liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn bên cạnh, phát ra âm thanh lanh lảnh. Đã 2 rưỡi sáng, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Dương Thanh gõ bàn. Mỗi lần gõ, giống như đang gõ vào trái tim của Châu Ngọc Thúy vậy. Ngay sau đó, điện thoại di động của Dương Thanh reo lên, anh lạnh lùng đảo mắt nhìn Châu Ngọc Thúy một cái, sau đó bấm loa ngoài. Cậu Thanh, Hồng Nham đã khai rồi. Là Trịnh Dương của nhà họ Trịnh đưa cho cậu ta 5 triệu, bảo cậu ta giết bố vợ cậu. Giọng Trần Hưng Hải truyền đến. Nhưng cái tên Trịnh Dương phát ra từ miệng Trần Hưng Hải lại khiến Châu Ngọc Thúy như bị sét đánh, tim đập thình thịch. Chắc chắn bà ta biết tại sao Trịnh Dương lại thuê người giết Tần Đại Dũng, hẳn là vì Trịnh Mỹ Linh rồi.
Châu Thành biến đổi lớn. Châu Ngọc Thúy nghe thấy nội dung cuộc gọi kia, lập tức hoảng sợ. Nếu là lúc trước, bà ta không tin Dương Thanh dám làm gì mình. Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến bà ta dần ý thức được, Dương Thanh thực sự dám giết mình. Vừa nãy Dương Thanh đạp gãy chân của một tên sát thủ mà không hề nhăn mày lấy một cái. Dương Thanh đã sớm nghi ngờ chuyện vừa rồi có liên quan tới nhà họ Trịnh. Sau đêm nay nhà họ Trịnh không cần tồn tại nữa. Hồng Nham cũng biến mất được rồi. Giữ Trịnh Mỹ Linh lại cho tôi. Dương Thanh liếc mắt nhìn Châu Ngọc Thúy đang giả vờ ngủ rồi nói tiếp. Vâng, cậu Thanh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước khi mặt trời mọc. Giọng nói già nua của Trần Hưng Hải như một tia sấm nổ vang trong đầu Châu Ngọc Thúy. Dương Thanh cúp máy, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Một nhà họ Trịnh nhỏ bé, còn chưa được coi là gia tộc hạng hai của Châu Thành vốn không đáng để anh phải quan tâm. Nhưng bọn họ lại cố tình khiêu khích anh hết lần này đến lần khác. Lần trước ở Châu Thành, Dương Thanh đã tha cho nhà họ Trịnh một con đường sống. Nếu bọn họ đã không biết quý trọng thì cũng không cần tồn tại nữa. Châu Ngọc Thúy nằm trên giường giả vờ ngủ, toàn thân không ngừng run rẩy, sợ mất hồn mất vía. Tối nay bà ta bị Dương Thanh dọa sợ quá nhiều, dường như trái tim không chịu nổi sự kích thích to lớn này. Hiện giờ bà ta chỉ có một suy nghĩ, mau chóng chạy ra khỏi bệnh viện, rời khỏi đây mãi mãi. Một đêm không ngủ, Dương Thanh kiên trì ngồi trên sofa nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm đang ngủ trên giường dành cho người nhà bệnh nhân. Anh yêu cô nhiều đến mức có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì. Trước đây anh tha cho Châu Ngọc Thúy một lần cũng là vì cô. Vậy mà giờ đây, Châu Ngọc Thúy lại muốn làm hại Tần Đại Dũng, người thân quan trọng nhất của Tần Thanh Tâm. Dương Thanh không thể tha thứ được. Cùng lúc đó ở nhà họ Trần. 3 giờ sáng vốn là thời gian nghỉ ngơi nhưng bởi vì nhà họ Trịnh và Hồng Nham đắc tội Dương Thanh nên Trần Hưng Hải không thể không tự mình ra tay xử lý. Hồng Nham. Đến cả bố vợ của cậu Thanh mà mày cũng dám giết, đúng là gan chó càng ngày càng lớn. Trần Hưng Hải nổi giận ra lệnh lập tức thủ tiêu Hồng Nham và hủy diệt nhà họ Trịnh. Club Thiên Đường, club cao cấp nhất của Châu Thành. Mặc dù bây giờ đang là 3 giờ sáng nhưng nơi đây vẫn bật đèn sáng choang. Trong một phòng VIP xa hoa, một người đàn ông trung niên đang nằm trên đùi một cô gái ăn mặc hở hang. Cô gái đang massage đầu cho ông ta, tươi cười nói, anh Hồng. Bây giờ nhà họ Viên của Châu Thành đã bị diệt, chỉ còn một mình nhà họ Trần độc chiếm. Anh không định tranh đoạt với bọn họ sao? Người đàn ông trung niên này chính là Hồng Nham, giới giang hồ Châu Thành gọi ông ta là ông Hồng. Hồng Nham nhắm chặt hai mắt, vừa hưởng thụ sự hầu hạ của người đẹp, vừa cười lạnh nói, một nhà độc chiếm. Em đánh giá cao nhà họ Trần quá rồi. Ồ, chẳng lẽ anh Hồng muốn nói nhà họ Trần chỉ là rẻ cùi tốt mã thôi sao, cô nàng xinh đẹp kia cười hỏi. Trong Club Thiên Đường có rất nhiều người đẹp xuất chúng nhưng cô ta là người được Hồng Nham yêu thích nhất. Vậy nên cái gì Hồng Nham cũng nói với cô ta. Hồng Nham cười lạnh một tiếng, anh thích câu nói rẻ cùi tốt mã này. Mặc dù hiện giờ nhà họ Trần rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh. Bọn họ có tiền nhưng không có cao thủ che chở. Vẫn không thể trở thành thế lực lớn. Lúc trước nhà họ Dương chỉ nhờ có tiền bưu đã có thể chèn ép được nhà họ Viên và nhà họ Trần. Em nghĩ một gia tộc bị cao thủ hù dọa có tư cách xưng bá Châu Thành không? Hồng Nham cực kỳ xem thường nhà họ Trần. Nghe vậy, cô nàng lập tức phụ họa, anh Hồng nói phải, nhà họ Trần không có tư cách. Nếu không phải anh Hồng làm việc khiêm tốn, có lẽ chỉ cần tùy tiện phái vài cao thủ cũng đủ để san bằng toàn bộ nhà họ Trần. Ha ha! Hồng Nham há miệng cười to, vô cùng hài lòng với lời nói của cô ta. Ông ta ngồi bật dậy điên cuồng sờ soạng cơ thể cô gái, tay còn lại nâng cằm cô ta lên, anh rất thích cái miệng ngọt của em. Dứt lời, ông ta ôm cô ta lăn lộn trên sofa. Dầm! Đúng lúc này, cửa phòng VIP đột nhiên bị đá văng. Hồng Nham hoảng sợ lập tức mềm nhũn, trông thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen thì ông ta giận dữ hét lên, chết tiệt! Không thấy tao đang làm việc lớn à? Mau cút ra ngoài cho tao. Cô nàng kia bị lột sạch, toàn thân trần trụi sợ hãi trốn sau lưng Hồng Nham. Tao tìm mày đấy. Người đàn ông trung niên kia nói xong liền rút ra một khẩu súng câu, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Hồng Nham. Dám to gan trêu chọc cậu Thanh, mày chết cũng đáng lắm. Kiếp sau đừng làm con lừa ngu ngốc nữa, người trung niên kia chợt lên tiếng.
Lúc này Hồng Nham mới nhận ra đối phương tới để giết mình. Bằng! Hồng Nham chưa kịp chạy trốn, một tiếng súng đã được giảm thanh nhiều lần vang lên. Giữa trán ông ta bị đục một lỗ lớn, máu tươi ào ào chảy ra. Cơ thể Hồng Nham ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Đến tận lúc chết ông ta vẫn không biết mình đã đắc tội ông lớn nào. Á! Cô nàng xinh đẹp kia thấy Hồng Nham ngã trong vũng máu, hoảng sợ gào thét chói tai. Đến khi người của Hồng Nham chạy tới Club Thiên Đường, sát thủ giết Hồng Nham đã rời đi từ lâu. Cùng lúc đó, mấy tên đàn em có địa vị của Hồng Nham đều bị ám sát. Thế lực của Hồng Nham ở Châu Thành thoáng chốc sụp đổ, bị nhà họ Trần nuốt sạch. Tại nhà họ Trịnh, một người đàn ông cao lớn mặc áo đen lặng lẽ đột nhập vào một tòa biệt thự xa hoa. Kẽo kẹt, cửa phòng ngủ trong cùng bỗng nhiên bị đẩy ra, người đó đi vào trong phòng. Á! Trịnh Mỹ Linh đang say ngủ đột nhiên bị người kia bế lên hoảng sợ hét lớn, ông là ai? Ông làm gì vậy? Bốp! Người áo đen đập một cái vào cổ Trịnh Mỹ Linh khiến cô ta ngất xỉu. Mỹ Linh! Lúc Trịnh Dương xông vào phòng của Trịnh Mỹ Linh thì cô ta đã biến mất. Mặt ông ta biến sắc, giống lên, Mỹ Linh! Mỹ Linh! Trịnh Mỹ Linh đã bị đánh ngất đưa đi. Cho dù ông ta có gọi rách họng cô ta cũng không thể nghe thấy. Bố ơi! Mỹ Linh vừa bị bắt đi rồi. Bố mau nghĩ cách điều tra xem con bé bị ai bắt đi. Trịnh Dương vội vàng gọi điện cho Trịnh Đức Hoa, sốt ruột phát khóc. Mặc dù ông ta và Châu Ngọc Dung đã hết tình nghĩa vợ chồng nhưng vẫn cực kỳ yêu chiều cô con gái Trịnh Mỹ Linh này. Ông ta cũng biết chỉ có Trịnh Đức Hoa mới có thể tra ra được cô ta bị ai bắt cóc. Ngu ngốc, có phải chúng mày lại đắc tội ai rồi không? Nghe vậy, Trịnh Đức Hoa lập tức giận dữ quát mắng. Bố ơi, con không đắc tội ai mà. Trịnh Dương vội nói, bố đừng mắng con vội, nghĩ cách tìm Mỹ Linh đã. Con chỉ có một đứa con gái, nếu nó xảy ra chuyện gì con phải làm sao? Tuy Trịnh Đức Hoa tức giận nhưng cũng biết chuyện gì quan trọng, lập tức cúp máy chuẩn bị dùng quan hệ nhờ người tìm kiếm Trịnh Mỹ Linh. Thế nhưng lão còn chưa kịp gọi điện thoại đi đã có người gọi tới trước. Sáng sớm tinh mơ đã gọi tới, chắc chắn không phải chuyện tốt. Trịnh Đức Hoa chợt có dự cảm không lành, nhưng vẫn ấn nghe máy. Chủ tịch, không xong rồi, các đối tác của chúng ta đều gọi điện tới đòi hủy hợp đồng hợp tác. Ngân hàng cũng gọi tới nói nguy cơ rủi ro của công ty chúng ta quá lớn, sau khi đánh giá lại đã kết luận không phù hợp với hạn mức vay hiện tại, yêu cầu trả lại toàn bộ khoản vay trước khi trời sáng. Lãnh đạo công ty báo cáo toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Trịnh Đức Hoa. Cái gì? Trịnh Đức Hoa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng rồi chìm vào hôn mê. Ông chủ! Giờ phút này cả nhà họ Trịnh đều bàng hoàng hoảng hốt, nguy hiểm cận kề. Bắt buộc phải cắt bỏ. Mặt trời vừa mới ló dạng, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Châu Ngọc Thúy thức trắng suốt đêm nghe thấy tiếng chuông lập tức run lẩy bẩy. Cậu Thanh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cậu giao. Dương Thanh bật loa ngoài, giọng nói mệt mỏi của Trần Hưng Hải vang lên. Hồng Nham chết rồi, nhà họ Trịnh cũng hoàn toàn sụp đổ. Trịnh Mỹ Linh đang bị giam lỏng trong nhà họ Trần, cậu có cần tôi đưa con nhóc đó tới Giang Hải không? Cứ giam giữ để cô ta chịu khổ trước đi, Dương Thanh lạnh giọng nói. Vâng, Trần Hưng Hải cung kính đáp rồi hỏi, cậu Thanh còn gì dặn dò nữa không? Không, ông nghỉ ngơi đi, Dương Thanh nói. Nghe anh nói vậy, Trần Hưng Hải đột nhiên có cảm giác được anh quan tâm. Dương Thanh mở loa ngoài từ đầu đến cuối. Châu Ngọc Thúy nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, vô cùng sợ hãi. Tuy bà ta không biết người gọi điện thoại cho anh là ai nhưng lại biết nhà họ Trịnh đã sụp đổ, Trịnh Mỹ Linh bị giam lỏng. Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ? Liệu con nhóc Trịnh Mỹ Linh kia có khai ra mình không? Dương Thanh định làm gì mình? Châu Ngọc Thúy không ngừng suy nghĩ, cả người run lên vì sợ. Nhưng Dương Thanh không thèm nhìn bà ta một cái, dường như không hề hay biết bà ta đang giả vờ ngủ. Đây chính là điều Dương Thanh muốn, để Châu Ngọc Thúy biết kết cục của nhà họ Trịnh thê thảm như thế nào. Sự tra tấn tinh thần còn đau đớn, khó chịu hơn cả nỗi đau thể xác. Bởi vì bị cho uống thuốc ngủ nên Tần Thanh Tâm ngủ rất say. Ngày thường cứ đến 6 giờ là tỉnh, hôm nay ngủ thẳng tới 8 giờ, Dương Thanh còn phải gọi cô dậy. Trời à! Sao em lại ngủ say như vậy? 8 giờ rồi á? Tần Thanh Tâm nhìn đồng hồ xong lập tức ngồi bật dậy, giận dỗi nói, sao anh không gọi em sớm hơn?
Dương Thanh cười đáp, em quên rồi à? Tối qua em bảo anh về nhà mà. Anh vừa tới đây thì gọi em luôn đó. Lúc này Tần Thanh Tâm mới tỉnh táo hoàn toàn. Có lẽ là vì tác dụng của thuốc nên cô vẫn còn buồn ngủ, khẽ xoa huyệt thái dương. Dương Thanh bước tới giơ tay nói, anh xoa cho. Dứt lời, anh nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cô. Tay của Dương Thanh rất to, 10 ngón tay đều thon dài, hai bàn tay có thể bao trùm cả đầu cô. Tần Thanh Tâm nhắm mắt hưởng thụ, khóe miệng cong lên, nở nụ cười hạnh phúc. Châu Ngọc Thúy vẫn luôn giả vờ ngủ cũng không nhịn được nữa, tranh thủ lúc Dương Thanh đang xoa bóp cho Tần Thanh Tâm lẻn ra khỏi phòng bệnh. Sau khi ra ngoài, bà ta vội vàng gọi cho Trịnh Mỹ Linh. Bà ta muốn xác nhận xem cô ta có bị sao không. Nhưng kết quả khiến bà ta tuyệt vọng, gọi bao nhiêu cuộc, điện thoại của đối phương vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Chẳng lẽ Mỹ Linh bị giam lỏng thật sao? Châu Ngọc Thúy nghĩ tới cuộc điện thoại lúc sáng của Dương Thanh, mặt mũi trắng bệch. Không gọi được cho Trịnh Mỹ Linh, bà ta lại gọi điện cho Châu Ngọc Dung. Ngọc Dung, bố thế nào rồi? Đợi Châu Ngọc Dung nghe máy, Châu Ngọc Thúy nhanh trí hỏi thăm ông cụ Châu trước. Tốt quá, em đang định gọi điện cho chị đây, không ngờ chị lại gọi cho em trước. Châu Ngọc Thúy vui sướng nói, chị ơi, đêm qua Mỹ Linh bị người ta bắt cóc. Đến tận bây giờ bọn em vẫn chưa tìm thấy con bé, chị tìm giúp em với. Sau khi nghe máy Châu Ngọc Dung mới chợt nhớ lần trước trong đám cưới nhà họ Châu, rất nhiều ông chủ gia tộc giàu có đều tới vì Dương Thanh. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy lại càng hoảng sợ. Bà ta có thể xác nhận, Trịnh Mỹ Linh thực sự bị người của Dương Thanh giam lỏng. Càng nghĩ bà ta lại càng kinh hãi. Chị đừng im lặng như vậy. Mỹ Linh là cháu gái chị không thể thấy chết không cứu. Con rể của chị đã cứu ông chủ nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ một mạng đúng không? Chị bảo nó nhanh chóng nhờ ông chủ Hàn sai người tìm Mỹ Linh giúp đi. Bao giờ tìm được con bé, cả nhà em sẽ tới Giang Hải trực tiếp cảm ơn chị. Châu Ngọc Dung nói liên tục như súng liên thanh, không cho Châu Ngọc Thúy cơ hội mở miệng. Ngọc Dung, không phải chị không muốn giúp em cũng biết chị và Dương Thanh không ưa nhau, sao nó chịu giúp chị? Châu Ngọc Thúy cố gắng bình tĩnh nói. Hiện giờ trong đầu của bà ta chỉ có một suy nghĩ, mau trốn đi. Nếu cứ tiếp tục chờ đến khi Tần Đại Dũng tỉnh lại, chắc chắn Dương Thanh sẽ xử lý bà ta. Ngọc Dung, ông nội Mỹ Linh là chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa. Chẳng lẽ nhà họ Trịnh mặc kệ con bé bị bắt cóc sao, Châu Ngọc Thúy nói bóng gió. Châu Ngọc Dung bật khóc nức nở, chị ơi, nhà họ Trịnh sụp đổ rồi, đến cả bố chồng em cũng đang phải nằm viện. Tập đoàn Trịnh Hòa đã bị niêm phong. Cái gì? Châu Ngọc Thúy cả kinh nói, sao một gia tộc lớn như nhà họ Trịnh sụp đổ nhanh vậy được? Sao lại như vậy? Bà ta cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra, không thể nhấc lên. Châu Ngọc Dung nức nở nói, chị đừng hỏi nhiều nữa. Bây giờ nhà họ Trịnh còn chẳng bằng nhà họ Châu chúng ta. Nếu chị không giúp em thì không ai giúp được nữa. Em xin chị, hãy năn nỉ Dương Thanh nhờ ông chủ Hàn tìm Mỹ Linh giúp chúng em với. Châu Ngọc Dung khóc lóc om sòm. Châu Ngọc Thúy còn không bảo vệ được chính mình, sao có thể chạy đi tìm Dương Thanh được? Ngọc Dung, em nói gì thế? Hả, sao chị không nghe thấy gì hết? Chết tiệt, sao điện thoại lại mất tín hiệu rồi? Châu Ngọc Thúy cố tình giơ điện thoại ra xa rồi thẳng tay cúp máy, đồng thời tắt máy luôn. Mình nên làm gì bây giờ? Châu Ngọc Thúy cảm thấy tuyệt vọng. Bệnh tình của Tần Đại Dũng tốt lên từng ngày, các chuyên gia đều nói mấy ngày này ông ta có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên Châu Ngọc Thúy thấy hối hận. Bà ta hối hận vì đã thuê người đâm Tần Đại Dũng, hối hận không đối xử tốt với Dương Thanh, hối hận không chăm sóc tốt cho Tần Thanh Tâm. Dương Thanh, tất cả đều tại mày cố ý giả nghèo nên tao mới tưởng mày nghèo thật. Nếu không sao tao lại rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Sắc mặt Châu Ngọc Thúy trở nên dữ tợn, toàn bộ sợ hãi đều biến mất, thay vào đó là sát khí mãnh liệt. Bà ta muốn Dương Thanh chết. Cùng lúc đó tại Bệnh viện Nhân dân của tỉnh Lỵ. Trong một phòng bệnh cao cấp, Mạnh Huy nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, hai mắt trống rỗng. Lớp băng vải dày cộp trên tay hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Con trai, con đừng như vậy, con nói gì đó đi. Cho dù không có chuyên gia Ngải Lâm kia, bố cũng sẽ tìm cách mời được thần y chữa tay cho con. Có bố ở đây, chắc chắn tay của con sẽ không sao. Mạnh Thiên Kiêu nhìn gương mặt tuyệt vọng không thiết sống của Mạnh Huy, đau lòng khôn xiết.
Sau khi cưỡng ép đưa Ngải Lâm đi không thành, Mạnh Huy vẫn cứ như vậy, cả ngày ngơ ngác nhìn trần nhà, không chịu nói năng gì. Bác sĩ cùng từng nói với Mạnh Thiên Kiêu rất nhiều lần, bọn họ không thể giữ lại tay của Mạnh Huy. Nếu không nhanh chóng cắt bỏ sẽ bị nhiễm trùng, nguy hiểm đến cả tính mạng. Mấy ngày nay Mạnh Thiên Kiêu bôn ba khắp nơi vẫn không tìm được người chữa tay cho Mạnh Huy. Sếp Mạnh, tay của cậu Huy đã bắt đầu bị nhiễm trùng. Hầu như cả bàn tay đều bị hoại tử, ông buộc phải đưa ra quyết định ngay. Bác sĩ kiểm tra tay của Mạnh Huy xong, nghiêm giọng nói, bây giờ chỉ có cắt tay mới giữ được mạng sống. Báo thù rửa hận. Lời bác sĩ nói như tiếng sấm rền vang bên tai Mạnh Thiên Kiêu. Khốn nạn, cậu nói cái gì? Mạnh Thiên Kiêu lập tức nổi giận túm cổ áo bác sĩ, nếu cậu dám để tay con tôi bị hoại tử, tôi sẽ giết cậu. Sếp Mạnh, ông có giết tôi cũng vô dụng. Tay của cậu Huy bị đè bẹp, xương tay đều vỡ nát, đến cả thần tiên cũng không chữa nổi đâu. Mặt bác sĩ tái nhợt vì sợ nhưng vẫn thành thật nói. Không phải cậu từng nói nếu tìm được chuyên gia Ngải Lâm sẽ chữa được tay của con trai tôi sao, Mạnh Thiên Kiêu cả giận nói. Bác sĩ lắc đầu đáp, cô ấy tới cũng chỉ có hy vọng có thể chữa khỏi. Nhưng bây giờ đã quá muộn, bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng bất lực, huynh. Mạnh Thiên Kiêu cảm thấy đầu óc như nổ tung, đỏ bừng mắt nói, chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Giờ đây ông ta vô cùng hối hận. Nếu ngày đó ông ta không cưỡng ép bắt Ngải Lâm đi, chọc giận Dương Thanh thì có lẽ Ngải Lâm còn đồng ý chữa cho Mạnh Huy. Nhưng bây giờ tất cả đều đã quá muộn, bác sĩ này đã là chuyên gia giỏi nhất tỉnh Lỵ, anh ta đã nói hết cách thì đúng là vô phương cứu chữa. Sếp Mạnh, ông mau quyết định đi, nhất định phải cắt tay cho cậu Huy ngay lập tức. Chờ thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ thấy Mạnh Thiên Kiêu bình tĩnh lại, vội vàng lên tiếng thuyết phục. Lúc kiểm tra anh ta đã phát hiện 90% tay của Mạnh Huy đã hoại tử, quả thực rất nguy hiểm. Được rồi, cắt đi. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Mạnh Thiên Kiêu cũng hạ quyết tâm. Chỉ có một lựa chọn thì còn do dự cái gì? Ông ta biết Mạnh Huy là người rất kiêu ngạo, bị cắt mất hai tay là cú sốc vô cùng to lớn với hắn. Con trai của ông ta nhất định có thể chịu đựng được. Vậy sếp Mạnh đi nói chuyện với cậu Huy đi, tôi đi chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu chậm chế chữa trị khiến Mạnh Huy mất mạng, chắc chắn Mạnh Thiên Kiêu sẽ bắt anh ta chôn cùng. Huy, con làm gì vậy? Mạnh Thiên Kiêu vào phòng bệnh, thấy Mạnh Huy đang bò lên cửa sổ, hoảng sợ hét toáng lên. Bố đừng tới đây. Mạnh Huy vội vàng quát, con đã nghe thấy bố nói gì với bác sĩ rồi. Bố đồng ý cho họ cưa tay con rồi đúng không? Không phải đâu, con nghe lầm rồi. Con là con cháu đời thứ ba xuất sắc nhất nhà họ Mạnh, sao lại cưa tay con được? Con yên tâm, bố sẽ mời bác sĩ tốt nhất đến chữa khỏi tay cho con. Đợi đến khi bố trở thành chủ gia tộc, con vẫn là cậu chủ nhà họ Mạnh. Đến khi bố già đi, vị trí chủ gia tộc sẽ thuộc về con. Con mau xuống đây đi, đứng trên cửa sổ nguy hiểm lắm. Mạnh Thiên Kiêu không dám kích động Mạnh Huy, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Con không phải thằng ngu, cũng không bị điếc, tay con đã hỏng rồi, chỉ cắt bỏ mới có thể sống sót. Mạnh Huy giận dữ gào thét, bố là bố của con, chắc phải hiểu rõ tính cách của con. Nếu thật sự phải chặt tay mới sống được, con thà chết đi còn hơn. Con trai, bố xin con xuống đây đi được không? Mạnh Thiên Kiêu bật khóc nói, bố chỉ có một đứa con trai. Con chết thì bố biết làm thế nào? Không có hai tay thì đã sao? Con vẫn là con trai của bố, vẫn là cậu chủ nhà họ Mạnh, vẫn là người thừa kế của gia tộc. Có bố ở đây, ai dám phản đối? Mạnh Thiên Kiêu đỏ mắt gào lên. Hiện giờ ông ta chỉ có thể nghĩ cách ổn định tinh thần của Mạnh Huy, chuyện sau này không ai nói trước được. Mạnh Huy bỗng nở nụ cười, lắc đầu đáp, bố không cần tự lừa mình dối người. Ông nội đâu chỉ có một mình con là cháu trai. Không có con vẫn có thể bồi dưỡng ra một cậu Mạnh khác, thậm chí đến cả bố cũng sẽ bị con liên lụy. Đây chính là bất hạnh của nhà giàu, lúc có giá trị tất cả đều sẽ tôn kính nịnh nọt, khi ngã xuống sẽ nhanh chóng bị người lãng quên. Nếu là trước kia, Mạnh Huy phải nằm viện, người nhà họ Mạnh đã đạp nát cái cổng bệnh viện để vào thăm từ lâu rồi. Nhưng hắn đã nằm viện mấy ngày trời, ngoại trừ Mạnh Thiên Kiêu. Không còn ai tới thăm hỏi. Mạnh Huy hiểu rõ, bản thân xảy ra chuyện làm liên lụy tới Mạnh Thiên Kiêu.
có lẽ ông ta đã bị tước quyền thừa kế. Không thể nào, với thân phận của bố, ai dám làm gì? Con yên tâm, bố nhất định sẽ trở thành chủ gia tộc đời tiếp theo. Mạnh Thiên Kiêu kiên định nói, nếu con đồng ý chờ tới ngày bố làm chủ gia tộc, bố sẽ lập tức truyền cho con làm chủ gia tộc, giúp đỡ con phát triển nhà họ Mạnh của chúng ta. Mạnh Huy vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn hai bàn tay quấn đầy băng gạc, ánh mắt dần trở nên tàn độc, cắn răng nói, tất cả đều do Dương Thanh gây ra. Dứt lời, hắn nhìn sang Mạnh Thiên Kiêu, vẻ mặt kiên quyết, xin lỗi bố. Kiếp sau con vẫn muốn làm con của bố. Tạm biệt. Ngay sau đó, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Con ơi! Mạnh Thiên Kiêu đau đớn giống lên, chạy vọt tới cửa sổ. Lúc ấy, Mạnh Huy đã ngã xuống nền xi măng của bệnh viện. Xung quanh đều là máu tươi. Đây là tầng 12 của khu nội trú, phía dưới lại là nền xi măng cứng rắn, làm sao Mạnh Huy có thể sống nổi? Con ơi! Mạnh Thiên Kiêu gào khóc điên cuồng. Dù sao Mạnh Huy cũng là con cháu đời thứ ba ưu tú nhất của nhà họ Mạnh, thậm chí còn có tư cách tranh giành vị trí thừa kế với bậc cha chú. Danh tiếng của hắn ở tỉnh Lỵ vô cùng lớn. Tin tức Mạnh Huy qua đời lập tức truyền ra khắp tỉnh Lỵ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mạnh Huy lại chết? Nghe nói lần trước các gia tộc đứng đầu Châu Thành và Giang Hải đồng loạt chạy tới nhà họ Mạnh, đến cả nhà họ Hàn cũng tới, không biết là chuyện gì nhưng sau khi bọn họ rời đi, Mạnh Huy đã được đưa đi bệnh viện. Chẳng lẽ mấy người kia tới tìm Mạnh Huy? Bây giờ Mạnh Huy đã chết, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ không tha cho mấy gia tộc kia. Các gia tộc của tỉnh Lỵ đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện xảy ra ngày hôm đó ở nhà họ Mạnh cũng trở thành một điều bí ẩn. Bố ơi, nhất định phải có người trả giá cho cái chết của thằng Huy. Mạnh Thiên Kiêu xông thẳng vào phòng của Mạnh Hồng Nghiệp, hai mắt đỏ bừng nói. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày hỏi, con muốn thế nào? Con muốn Dương Thanh phải chết, phải dùng máu của cậu ta tế vong hồn của con trai con. Ánh mắt Mạnh Thiên Kiêu cực kỳ dữ tợn. Không thể động vào cậu ta. Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói, chúng ta không biết thái độ của gia tộc Vũ Văn đối với cậu ta như thế nào. Giết cậu ta rồi, cho dù gia tộc Vũ Văn mặc kệ nhưng nhà họ Hàn sẽ không bỏ qua đâu. Cậu ta chỉ là một thằng con rơi của gia tộc Vũ Văn mà thôi. Bọn họ quan tâm đến sống chết của cậu ta làm gì? Nhà họ Hàn thì đã sao? Bọn họ ra mặt nói giúp Dương Thanh cũng chỉ vì nhìn chúng tiềm lực của cậu ta mà thôi. Chỉ cần cậu ta chết. Chẳng lẽ nhà họ Hàn dám khai chiến với chúng ta sao? Kể cả có khai chiến thì thế nào? Nhà họ Mạnh chúng ta sợ bọn họ chắc. Mạnh Thiên Kiêu kích động nói. Hỗn láo! Mạnh Hồng Nghiệp cả giận nói, con có biết khai chiến với bọn họ sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho gia tộc chúng ta không? Nhà họ Ninh vẫn luôn rình rập, nếu hai nhà Mạnh, Hàn khai chiến, bọn họ sẽ xưng bá tỉnh Lỵ. Không lẽ cứ bỏ qua như vậy? Mạnh Thiên Kiêu thất vọng hỏi. Mạnh Hồng Nghiệp nhắm mắt lại, lạnh lùng đáp, không bỏ qua thì làm được gì. Được, con hiểu rồi. Mạnh Thiên Kiêu cười tự giễu, quay lưng rời đi, nhà họ Mạnh đã không chịu đòi công bằng cho con của con, người làm bố này sẽ tự mình ra tay báo thù rửa hận cho nó. Tôi muốn cậu ta chết tại Bệnh viện Nhân dân Giang Hải. Trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Chị Lâm, hôm nay là ngày thứ 5 rồi, chắc là bố em sắp tỉnh rồi phải không? Ngài Lâm vừa hoàn thành trị liệu cho Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm lo lắng hỏi. Đối với cô mấy ngày này dài như mấy năm, các số liệu sức khỏe của Tần Đại Dũng đều tốt dần lên, càng đến gần ngày ông ta tỉnh lại, Tần Thanh Tâm lại càng sốt ruột. Hầu như mỗi lần trị liệu xong, cô đều sẽ hỏi Ngài Lâm câu này. Ngài Lâm cười nói, yên tâm, các số liệu sức khỏe của bác trai đã hoàn toàn ổn định, chắc chắn sẽ tỉnh trong vòng 3 ngày nữa. Còn phải đợi 3 ngày nữa sao? Tần Thanh Tâm hơi thất vọng. Dương Thanh cũng cười nói, bố hôn mê quá lâu rồi, em không đợi nổi 3 ngày nữa sao? Hơn nữa chị Lâm cũng đã nói, trong vòng 3 ngày này bố có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, chứ đâu phải đợi hết cả 3 ngày. Chắc chắn bác ấy sẽ tỉnh lại trong mấy ngày này, không quá 3 ngày đâu, Ngài Lâm lại bổ sung thêm một câu. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô ấy cũng tới trị liệu cho Tần Đại Dũng. Sau nhiều lần tiếp xúc với Tần Thanh Tâm cô ấy cũng rất yêu quý cô gái xinh đẹp tuyệt trần này. Xin lỗi, em sốt ruột quá, Tần Thanh Tâm ngượng ngùng nói. Châu Ngọc Thúy đứng cạnh cũng nghe thấy lời Ngải Lâm nói, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Mấy hôm nay bà ta hoàn toàn không có cơ hội hại Tần Đại Dũng, cho dù có bà ta cũng không dám. Hôm ấy may mà có người muốn giết Tần Đại Dũng, nếu không có lẽ Dương Thanh đã bắt bà ta tại trận rồi. Chị đi xem Lục Văn Tĩnh. Nói xong, Ngải Lâm quay người rời đi. Lục Văn Tĩnh là mẹ của Hạ Hà, phẫu thuật từ 4 ngày trước. Mỗi ngày Ngải Lâm không chỉ trị liệu cho Tần Đại Dũng mà còn phải theo dõi tình hình sức khỏe cho bà ta, quả thực rất vất vả. Em ở đây trông bố để anh đi thăm dì Lục nhé, Dương Thanh nói. Trước đây Hạ Hà vẫn luôn trông Tiêu Tiêu giúp họ, Dương Thanh rất biết ơn. Bây giờ Lục Văn Tĩnh làm phẫu thuật lớn, lẽ ra anh phải thăm nom nhiều hơn. Thanh Tâm, ăn táo đi. Châu Ngọc Thúy gọt một quả táo rồi đưa cho cô. Tần Thanh Tâm không thèm nhìn bà ta, chỉ lẳng lặng trông chừng Tần Đại Dũng. Con vẫn còn giận mẹ à? Châu Ngọc Thúy đỏ bừng hai mắt khẽ nói, mẹ biết trước đây mẹ có lỗi với con, nhưng mà mẹ thực sự chưa từng làm hại bố con. Lúc trước mẹ nói chuyện rất khó nghe, nhưng cũng là vì lo cho bố con. Mẹ mong ông ấy mau chóng tỉnh dậy để trả lại sự trong sạch cho mẹ. Con à, con đừng thờ ơ với mẹ như vậy được không? Con như vậy khiến mẹ rất buồn, mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi. Châu Ngọc Thúy nói vài câu, nước mắt rơi lã chã. Được rồi, mẹ đừng khóc nữa. Tần Thanh Tâm vẫn là một người phụ nữ dễ mềm lòng, thấy bà ta khóc lóc cô cũng rất khó chịu, con cũng rất lo cho bố nên nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng dù thế nào con vẫn hy vọng chuyện của bố không liên quan đến mẹ. Nếu không cho dù có buồn như thế nào con cũng sẽ để pháp luật trừng phạt mẹ, tự đưa mẹ tới đồn cảnh sát. Mặc dù cô đã chịu mở miệng nói chuyện với Châu Ngọc Thúy nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, hầu như ngày nào cũng tưởng tượng, nếu Châu Ngọc Thúy thực sự là người làm hại Tần Đại Dũng thì cô sẽ phải làm gì? Lần nào cũng là một đáp án y hệt, cô biết mình sẽ đau lòng, nhưng không thể tha thứ cho bà ta. Con yên tâm. Chuyện của bố con chắc chắn không liên quan gì đến mẹ. Châu Ngọc Thúy không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói, không phải bố con sắp tỉnh rồi sao? Chỉ cần ông ấy tỉnh lại, mẹ tin sự thật sẽ được phơi bày. Đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn như trước đây. Không được, mẹ muốn thay đổi. Sau này mẹ sẽ làm một người vợ, một người mẹ, một người bà thật tốt, không để các con phải thất vọng nữa. Châu Ngọc Thúy chân thành hứa hẹn. Tần Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không biết bản thân có quá đáng hay không. Châu Ngọc Thúy cũng là mẹ của cô lại luôn nghi ngờ bà ta liên quan tới chuyện của Tần Đại Dũng. Nghĩ vậy, Tần Thanh Tâm lại càng mềm lòng, đỏ mắt nói, con cũng hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Con đi vệ sinh đã. Dứt lời, Tần Thanh Tâm đứng dậy đi vào WC. Châu Ngọc Thúy nhìn Tần Đại Dũng nằm im lìm trên giường bệnh, nội tâm bắt đầu giằng co. Vừa rồi bà ta cố tính nói ngon ngọt để khiến Tần Thanh Tâm buông lỏng cảnh giác. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại bà ta và Tần Đại Dũng, cơ hội tốt để ra tay diệt khẩu. Nhưng nếu bà ta ra tay, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao? Bà ta đang đấu tranh tâm lý vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, Châu Ngọc Thúy vẫn không dám làm. Đúng lúc ấy, Tần Thanh Tâm bước ra khỏi WC. Châu Ngọc Thúy chợt cảm thấy may mắn. Nếu vừa rồi bà ta ra tay chắc chắn sẽ bị Tần Thanh Tâm bắt quả tang. Trưa nay còn muốn ăn gì để mẹ đi mua, Châu Ngọc Thúy vội vàng hỏi. Mặc dù chưa kịp ra tay nhưng bà ta tin chắc mình vẫn còn cơ hội khiến Tần Thanh Tâm mềm lòng, không còn cảnh giác với mình nữa. Con muốn ăn mì xào đinh đinh, mẹ mua hộ con một suất ở nhà ăn bệnh viện là được, Tần Thanh Tâm cũng không nghi ngờ. Sau khi rời đi, Châu Ngọc Thúy đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Bà ta đã nghĩ xong kế hoạch, lần trước bà ta chuốc thuốc ngủ trong nước của Tần Thanh Tâm nhưng không ai hoài nghi nên lần này bà ta cũng phải nghĩ cách kiếm một ít thuốc ngủ. Đợi đến tối lại nghĩ cách lừa Tần Thanh Tâm uống. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của bà ta. Tuy vẫn sợ bị lộ nhưng bà ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không mau chóng ra tay, Tần Đại Dũng sẽ tỉnh lại. Chào bà Châu. Châu Ngọc Thúy vừa ra khỏi bệnh viện đã bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Ông là ai? Bà ta cảnh giác dò hỏi. Tôi muốn hợp tác với bà, không biết bà có đồng ý hay không, ông ta cười híp mắt nói. Tôi không quen ông. Châu Ngọc Thúy cảm thấy kỳ lạ, muốn chạy đi. Bà không muốn hợp tác thì thôi, nhưng có lẽ chứng cứ tôi đang nắm giữ đủ để bà bị phán tù chung thân đấy. Châu Ngọc Thúy đi được vài bước thì nghe thấy ông ta nói.
ông đang nói linh tinh gì vậy? Châu Ngọc Thúy tức giận nói, trong lòng lại thấp thỏm sợ sệt. Tôi đang giữ một đoạn ghi âm, tôi nghĩ bà sẽ rất hứng thú. Dứt lời, ông ta lấy điện thoại ra bật một file ghi âm lên. Hồ Siêu, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Con gái của cậu đang bị bệnh máu trắng, nếu không kịp thời chạy chữa thì dù sau này cậu kiếm đủ tiền cũng đã bỏ lỡ mất thời gian chữa trị tốt nhất. Cậu bị ung thư vốn chẳng sống được bao lâu, bây giờ cậu liều mạng kiếm tiền cũng không kiếm nổi 500.000 trước khi chết đâu. Dù sao cậu cũng sắp chết rồi, còn sợ gì nữa. Chỉ cần cậu đâm chết một người cho tôi là sẽ kiếm được 500.000. Cậu hãy nghĩ tới con gái cậu, con bé còn nhỏ mà phải chết vì không có tiền chạy chữa. Cậu không đau lòng sao? Đừng nói nữa, xin bà đừng nói gì nữa. Bà muốn tôi làm gì cũng được, nhưng bà nhất định phải đưa 500.000 cho tôi ngay lập tức. Được. Tuy đoạn ghi âm rất ngắn nhưng nội dung cực kỳ rõ ràng, là cuộc nói chuyện giữa Châu Ngọc Thúy và người tài xế Tông Tần Đại Dũng. Mặt Châu Ngọc Thúy thoát cái biến sắc, sao ông lại có được đoạn ghi âm này? Bà ta không thể ngờ cuộc nói chuyện giữa mình và Hồ Siêu lại bị ghi âm, còn rơi vào tay người đàn ông trước mặt. Ông ta cười lạnh một tiếng, để gom tiền mua thuốc cho con gái, trước khi chết Hồ Siêu đã bán điện thoại cho một người bạn. Ai cũng tưởng điện thoại của Hồ Siêu đã bị hủy trong tai nạn xe kia nhưng kỳ thực không phải. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy cảm thấy bầu trời như sắp sụp xuống. Đoạn ghi âm này chính là chứng cứ bà ta thuê người giết Tần Đại Dũng, có biện minh thế nào cũng vô dụng. Ông muốn tôi hợp tác cái gì, Châu Ngọc Thúy không cam lòng nhìn ông ta. Tôi muốn mạng của Dương Thanh. Người đàn ông trung niên hung dữ nói, bởi vì cậu ta hại chết đứa con trai duy nhất của tôi. Một mạng đổi một mạng. Châu Ngọc Thúy tưởng ông ta muốn dùng đoạn ghi âm này tống tiền mình. Nào ngờ đối phương lại muốn mạng của Dương Thanh. Bà ta lập tức mừng rỡ. Đến tận bây giờ bà ta vẫn không thể làm gì Tần Đại Dũng bởi vì có Dương Thanh ở đó, bà ta không có cơ hội nào. Nếu thật sự có thể giết chết Dương Thanh thì việc giết Tần Đại Dũng sau đó sẽ dễ như trở bàn tay. Dương Thanh là con rể của tôi. Ông bảo tôi hợp tác với ông hại chết cậu ta á? Tôi không làm đâu, Châu Ngọc Thúy cảnh giác, lập tức từ chối. Dứt lời, bà ta giả vờ rời đi. Nhưng bà ta biết đối phương sẽ ngăn mình lại. Châu Ngọc Thúy, đừng vờ vịt trước mặt tôi. Tôi đã điều tra rõ ràng quan hệ của bà với Dương Thanh rồi. Có lẽ người muốn Dương Thanh chết nhất trên thế giới này chính là bà mới phải. Đương nhiên nếu bà muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi cũng chẳng sao. Bây giờ tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho Dương Thanh. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra, dường như thật sự định gửi ghi âm cho Dương Thanh. Quả nhiên, Châu Ngọc Thúy vội vàng xông tới giật phăng điện thoại của ông ta, tôi đồng ý hợp tác với ông. Ông ta nhếch miệng nói, thế này mới đúng chứ. Ông muốn tôi giúp ông kiểu gì? Châu Ngọc Thúy lạnh giọng hỏi, trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Bà chỉ cần làm giúp tôi một chuyện, còn việc giết Dương Thanh cứ để tôi làm. Ánh mắt của người đàn ông trung niên vô cùng tàn nhẫn, tôi sẽ tự tay nghiền nát xương cốt toàn thân cậu ta, dùng máu cậu ta tế bái vong hồn con trai tôi. Người đàn ông trung niên này chính là Mạnh Thiên Kiêu của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Mạnh Huy nhảy lầu tự sát đã khiến ông ta bị ám ảnh, lúc nào cũng muốn Dương Thanh phải trả giá. Bởi vậy, ông ta đã điều tra kỹ càng toàn bộ người thân của anh. Chỉ có Châu Ngọc Thúy có giá trị để ông ta lợi dụng. Thế nên ông ta mới tới nhờ bà ta làm giúp mình một chuyện. Ông muốn tôi làm gì? Châu Ngọc Thúy dò hỏi, trong lòng rất kích động. Bà ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ bắt mình tự ra tay, không ngờ lại chỉ cần bà ta giúp chút việc vặt. Vậy thì cho dù chuyện làm hại Dương Thanh bị bại lộ cũng sẽ không liên lụy tới bà ta. Tôi muốn cậu ta phải chịu nỗi đau đớn khi mất đi con đẻ, sống không bằng chết. Bà chỉ cần giúp tôi dẫn con gái của Dương Thanh ra ngoài là được. Chỉ cần tôi bắt được con gái cậu ta, chẳng phải mạng của cậu ta sẽ do tôi quyết định sao? Mạnh Thiên Kiêu tàn nhẫn nói, hai tay nắm chặt lại, toàn thân run rẩy vì giận dữ. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy cũng sợ chết khiếp. Tuy bà ta không phải mẹ đẻ của Tần Thanh Tâm nhưng dù sao cũng chung sống với nhau nhiều năm như vậy. Bà ta còn nhìn Tiêu Tiêu lớn lên từng ngày. Dù bà ta có nhẫn tâm đến đâu thì vẫn còn tình cảm. Bà ta muốn giết Dương Thanh và Tần Đại Dũng nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Ông muốn giết cả Tiêu Tiêu sao? Không được, dù có chết tôi cũng sẽ không làm.
Châu Ngọc Thúy vội vàng nói, rõ ràng đang rất giận dữ. Bà yên tâm, một mạng đổi một mạng, tôi chỉ cần Dương Thanh chết, con gái cậu ta chỉ để làm con tin uy hiếp cậu ta thôi. Tôi sẽ không làm tổn thương đến con bé dù chỉ một sợi tóc. Mạnh Thiên Kiêu lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Dương Thanh hại chết con trai ông ta, sao ông ta có thể bỏ qua cho con gái của anh? Mấy ngày nay ông ta suy nghĩ rất nhiều, chỉ khi Dương Thanh phải chịu nỗi đau giống mình mới có thể báo thù rửa hận. Ông ta định tới thẳng trường mầm non cướp Tiêu Tiêu đi nhưng ở đó bảo vệ cực kỳ cẩn mật. Người lạ không có cơ hội đưa Tiêu Tiêu đi, Châu Ngọc Thúy vẫn còn do dự, không biết có thể tin tưởng Mạnh Thiên Kiêu được không? Đi đón Tiêu Tiêu. Đúng lúc ấy, ông ta lại lên tiếng nói tiếp, tốt nhất bà hãy hiểu rõ, không phải tôi đang thương lượng, mà là đang ra lệnh cho bà làm chuyện này. Tôi chỉ cho bà 2 ngày chuẩn bị, trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, nếu bà vẫn không đưa con gái của Dương Thanh cho tôi sẽ công bố chứng cứ phạm tội của bà lên mạng xã hội. Đến lúc đó ít nhất bà cũng phải ngồi tù chung thân. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại riêng. Tôi chờ tin tốt của bà. Mạnh Thiên Kiêu nhét một tờ danh thiếp chỉ có số điện thoại vào tay Châu Ngọc Thúy rồi quay người rời đi. Hiện giờ Châu Ngọc Thúy đang rất lo lắng. Lý trí mách bảo bà ta, nếu Tiêu Tiêu rơi vào tay đối phương, rất có thể cô bé sẽ bị ông ta giết chết. Dù sao Dương Thanh cũng đã hại chết con trai ông ta. Bà ta không tin Mạnh Thiên Kiêu thực sự chỉ đơn giản muốn bắt Tiêu Tiêu làm con tin uy hiếp Dương Thanh. Nhưng nếu bà ta không làm theo, chuyện bà ta thuê người giết Tần Đại Dũng sẽ bị lộ. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Châu Ngọc Thúy hối hận nhủ thầm. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, từ giây phút bà ta lựa chọn thuê người đâm Tần Đại Dũng, bà ta đã không còn đường lui. Con bảo mẹ mua hộ con một suất mì xào trong nhà ăn bệnh viện là được rồi mà. Sao mẹ lại đi ra ngoài? Đến khi Châu Ngọc Thúy quay về phòng bệnh, Tần Thanh Tâm nhìn thấy mấy túi đồ ăn bà ta đang xách, bực bội nói. Châu Ngọc Thúy vội vàng xếp đồ ăn lên bàn, cười nói, không phải bố con sắp tỉnh rồi sao? Ông ấy ngủ lâu như vậy, chắc là đói lắm. Mẹ chỉ muốn lúc ông ấy tỉnh lại có thể lập tức ăn món mình thích. Vừa nói, bà ta vừa dặn nước mắt. Thấy dáng vẻ đau lòng của Châu Ngọc Thúy, Tần Thanh Tâm cũng mềm lòng, còn cảm thấy hơi áy náy. Cô không chịu nói chuyện với bà ta suốt mấy ngày trời mà bà ta không hề tức giận, còn nghĩ đủ mọi cách lấy lòng cô. Còn cô lại không ngừng nghi ngờ Châu Ngọc Thúy, lúc nào cũng cảnh giác. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ mình, nghi ngờ bà ấy lâu như vậy đúng là rất quá đáng, Tần Thanh Tâm thầm nghĩ. Trước kia bố con thích ăn bánh ngọt nhất, mẹ sợ ông ấy ăn nhiều sẽ béo phì, bị tiểu đường nên vẫn luôn ngăn cấm. Nhưng mà lần này mẹ đã mua cho ông ấy rất nhiều bánh ngọt. Khi tỉnh lại ông ấy sẽ được ăn món mình thích nhất ngay tức khắc. Châu Ngọc Thúy tươi cười khoe đủ loại bánh ngọt với Tần Thanh Tâm. Rốt cuộc cô cũng chịu mỉm cười. Trông thấy nếp nhăn rướp khóe mắt bà ta, cô lại càng cảm thấy có lỗi. Buổi chiều, Dương Thanh tới tập đoàn Nhạn Thanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại Châu Ngọc Thúy và Tần Thanh Tâm. Châu Ngọc Thúy nhân cơ hội chỉ có hai mẹ con thủ thì tâm sự với Tần Thanh Tâm rất nhiều. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Thậm chí còn nhắc tới Dương Thanh. Mẹ thực sự không ngăn cản con ở bên Dương Thanh nữa sao, Tần Thanh Tâm đột nhiên kích động nói. Không có cô gái nào không hy vọng tình yêu của mình được bố mẹ ủng hộ. Trước kia tại mẹ thiển cận, không nhận ra cái tốt của Dương Thanh. Khoảng thời gian này mẹ đã hiểu ra rất nhiều. Kỳ thực cậu ấy cũng không yếu kém như mẹ nghĩ, cậu ấy xuất sắc hơn vô số người. Châu Ngọc Thúy cười nói, sau này mẹ sẽ chỉ nhận cậu ấy làm con rể, cũng không ngăn cấm hai đứa nữa. Tần Thanh Tâm lập tức òa khóc. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Châu Ngọc Thúy nói ủng hộ mình và Dương Thanh. Cảm ơn mẹ nhiều, Tần Thanh Tâm nức nở nói. Con bé ngốc này, cảm ơn mẹ cái gì? Mẹ nên nói xin lỗi con mới phải. Trước đây mẹ không nên đối xử với con như vậy. Châu Ngọc Thúy dịu dàng lau nước mắt cho Tần Thanh Tâm, hiền từ nói. Đối với Tần Thanh Tâm, đây là một buổi chiều vô cùng ấm áp. Nhưng cô không hề hay biết. Trong lòng Châu Ngọc Thúy đang rất hoảng loạn. Tuy Dương Thanh không có mặt nhưng bà ta sợ Tần Đại Dũng đột nhiên tỉnh lại. Nếu vậy, tất cả đều đã quá muộn. Chỉ khi bà ta nghĩ ra cách đưa Tiêu Tiêu tới cho Mạnh Thiên Kiêu trước, bà ta mới có thêm cơ hội giải quyết Tần Đại Dũng. Nếu Tiêu Tiêu mất tích, chắc chắn Tần Thanh Tâm sẽ đi tìm.
khi đó trong phòng bệnh sẽ chỉ còn lại bà ta và Tần Đại Dũng. Nghĩ tới đây, ánh mắt bà ta trở nên tàn độc. Thanh Tâm, y bộn bề nhiều việc, đừng làm phiền con bé nữa. Cứ để mẹ đi đón Tiêu Tiêu, lâu rồi con bé không được gặp ông ngoại. Đến lúc Tiêu Tiêu sắp tan học, Châu Ngọc Thúy lại cười nói, mẹ đưa Tiêu Tiêu đến bệnh viện nhé. Biết đâu bố con nghe thấy tiếng của con bé sẽ lập tức tỉnh lại thì sao? Bà đợi ai 20 phút rồi thế? Bề ngoài trông Châu Ngọc Thúy có vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thực bà ta đang cực kỳ thấp thỏm. Tần Thanh Tâm cảm thấy do dự. Không phải cô nghi ngờ bà ta mà là có cảm giác không đúng, nhưng cái gì không đúng thì cô không thể nghĩ ra. Châu Ngọc Thúy thấy Tần Thanh Tâm chần chừ không đáp liền sinh lòng lo lắng, ngoài mặt lại giả vờ đau lòng khổ sở. Bà ta lắc đầu, hai mắt đỏ bừng, xem ra con vẫn chưa tin tưởng mẹ. Không sao, mẹ hiểu mà, tuy mẹ bị người ta ép buộc làm hại bố con nhưng đây vẫn là sự thật, là mẹ tự làm tự chịu. Nước mắt bà ta ào ào chảy ra. Không phải đâu, mẹ là bà ngoại của Tiêu Tiêu, sao con có thể không tin tưởng mẹ được. Tần Thanh Tâm vội vàng kéo tay Châu Ngọc Thúy giải thích, bởi vì khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nên con vẫn không thể yên lòng, không phải tại mẹ đâu. Tức là con đồng ý cho mẹ đi đón Tiêu Tiêu hả? Châu Ngọc Thúy lập tức mừng rỡ, lau nước mắt kích động hỏi. Tần Thanh Tâm mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi. Hôm nay đành nhờ mẹ đón Tiêu Tiêu nhé. Được rồi, con yên tâm, nhất định mẹ sẽ đưa Tiêu Tiêu trở về an toàn cho con, Châu Ngọc Thúy nói chắc như đinh đóng cột. Được sự đồng ý của Tần Thanh Tâm, Châu Ngọc Thúy vội vàng rời đi. Bà ta chợt cảm thấy kích thích lạ thường. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, bà ta lập tức gọi điện thoại, ông Mạnh, bây giờ tôi sẽ tới trường mầm non Lam Thiên đón con gái của Dương Thanh. Ông mau cho người tới đón con bé đi. Tốt. Sau khi cúp máy, Mạnh Thiên Kiêu cười phá lên, vẻ mặt dữ tợn nói, không ngờ mình có thể báo thù nhanh như vậy. Dương Thanh, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Dứt lời, ông ta tự lái xe tới trường mầm non Tiêu Tiêu học. Tại trường mầm non Lam Thiên ở Giang Hải. Hiện giờ là lúc tan học. Các phụ huynh tới đón con xếp thành hàng dài trước cổng trường. Phần lớn trong số đó đều là ông bà của các bạn nhỏ. Châu Ngọc Thúy cũng xếp hàng, trái tim kích động đập mạnh liên hồi. Từ khi Tần Đại Dũng trở thành người thực vật, bà ta vẫn nơm nớp lo sợ chuyện mình làm bị bại lộ. Rốt cuộc hôm nay bà ta cũng có cơ hội. Chỉ cần giao Tiêu Tiêu cho Mạnh Thiên Kiêu, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải chết, sẽ không còn ai ngăn được bà ta giết Tần Đại Dũng nữa. Bà ngoại. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Châu Ngọc Thúy đón cháu, Tiêu Tiêu trông thấy bà ta liền tươi cười chạy tới ôm chầm lấy, bà ngoại, lâu lắm rồi Tiêu Tiêu không được gặp bà. Tiêu Tiêu nhớ bà lắm, đây là lần đầu tiên cô giáo gặp Châu Ngọc Thúy, nhưng thấy Tiêu Tiêu thân thiết với bà ta, cô giáo cũng không nghi ngờ gì cả, lập tức cho bà ta đón Tiêu Tiêu đi. Mấy ngày nay Tiêu Tiêu đều được người khác chăm sóc đưa đón, còn Châu Ngọc Thúy vẫn túc trực ở bệnh viện, tìm cách diệt khẩu Tần Đại Dũng. Vậy nên lâu lắm rồi hai bà cháu không gặp nhau. Lúc nhìn thấy bà ngoại, Tiêu Tiêu vô cùng vui vẻ. Châu Ngọc Thúy nhìn cô bé ôm chặt mình, có chút không đành lòng. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Dù sao bà ta cũng không phải bà ngoại ruột của Tiêu Tiêu. Bà ngoại cũng rất nhớ Tiêu Tiêu. Châu Ngọc Thúy mỉm cười dắt tay cô bé, bà ngoại dẫn Tiêu Tiêu đi chơi nhé. Nghe thấy được đi chơi, Tiêu Tiêu vui sướng nhảy cẫng lên, vâng ạ. Bà ơi, cháu muốn tới khu vui chơi. Không thành vấn đề, chỉ cần Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nghe lời, bà sẽ dẫn cháu tới khu vui chơi, Châu Ngọc Thúy cười híp mắt nói. Dứt lời, bà ta nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Thiên Kiêu. Bà ơi, sao chúng ta vẫn chưa đi? Hai người đứng trước cổng trường suốt 10 phút, Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Chờ mãi không thấy Mạnh Thiên Kiêu đâu, Châu Ngọc Thúy cực kỳ sốt ruột. Dục cái gì? Bà đang đợi xe đây. Bà ta bực bội quát lớn. Tiêu Tiêu vội ngậm chặt miệng, hai mắt ngập nước. Cô bé muốn khóc nhưng lại sợ Châu Ngọc Thúy. Tôi chờ 20 phút rồi, sao ông vẫn chưa đến? Châu Ngọc Thúy gọi điện thoại cho Mạnh Thiên Kiêu, tức giận nói. Đợi 5 phút nữa. Ông ta đáp lại một câu liền cúp máy. Bà đợi ai 20 phút rồi thế? Châu Ngọc Thúy chưa kịp tắt điện thoại. Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lông tơ toàn thân bà ta lập tức dựng đứng, sợ hết hồn. Cơ hội cuối cùng bố ơi! Tiêu Tiêu nghe thấy giọng Dương Thanh,
vô cùng vui sướng nhào vào lòng anh. Tiêu Tiêu nhớ bố không? Dương Thanh bế Tiêu Tiêu, cưng chiều hỏi. Nhớ ạ, còn nhớ cả mẹ và dì Y Y, nhớ cả ông bà ngoại nữa. Con nhớ mọi người lắm. Tiêu Tiêu ôm chặt cổ Dương Thanh, khóe mắt ươn ướt vì vừa bị Châu Ngọc Thúy quát tháo. Dương Thanh thấy hết tất cả. Dương Thanh, sao cậu lại tới đây? Châu Ngọc Thúy run rẩy nói. Dương Thanh híp mắt nhìn bà ta, châm chọc hỏi, hình như bà rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Làm việc gì trái lương tâm nên chột dạ à? Tôi sợ cậu làm gì? Châu Ngọc Thúy lắp bắp nói, vội vàng lấy điện thoại giả vờ nhìn ngó, sao taxi vẫn chưa tới. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, không nói lời nào bế Tiêu Tiêu đi mất. Bố ơi, bà ngoại nói dẫn con đi khu vui chơi. Vừa mới lên xe, Tiêu Tiêu đã nói với anh. Dương Thanh híp mắt nhìn Châu Ngọc Thúy. Bà ta lập tức tránh né, hoảng sợ không dám thở mạnh. Tiêu Tiêu ngoan, dạo này bố mẹ đều rất bận, không có thời gian đưa con đi chơi. Đợi ông ngoại ra viện bố sẽ dẫn con tới khu vui chơi, được không? Khi nhìn sang Tiêu Tiêu, trong mắt của anh chỉ còn sự cưng chiều chiều mến. Được, chúng ta móc ngoéo, Tiêu Tiêu giơ ngón út ra. Dương Thanh dở khóc dở cười nhưng vẫn giơ ngón út theo cô bé. Bởi vì lâu rồi không được gặp bố mẹ nên trên đường tới bệnh viện, Tiêu Tiêu rất vui vẻ, kể đủ thứ chuyện ở nhà trẻ, líu díu như chú chim nhỏ. Chuông điện thoại của Châu Ngọc Thúy chợt reo lên. Bà ta thấy số gọi tới liền bị dọa phát khiếp, vội vàng cúp máy. Chỉ là bà ta vừa cúp máy, Mạnh Thiên Kiêu lại gọi tới, bà ta tiếp tục cúp máy. Lần này ông ta không gọi nữa, rõ ràng đã biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Hình như mẹ vợ rất bận rộn. Dương Thanh đang lái xe đột nhiên chế giễu nói. Bọn chào hàng bất động sản ấy mà. Điện thoại đều tự động ghi nhớ quảng cáo chào hàng, Châu Ngọc Thúy chột dạ nói. Dương Thanh càng như vậy, bà ta càng hoảng hốt. Anh cũng không có ý định truy cứu, chế giễu một câu xong thì không nói gì nữa, lái xe về thẳng bệnh viện. Hai đứa lên trước đi, tôi đi mua chút đồ. Dương Thanh vừa đỗ xe, Châu Ngọc Thúy liền nói một câu rồi đi luôn. Nhìn bóng lưng cuống quýt rời đi của bà ta, ánh mắt Dương Thanh trở nên dữ tợn, rất nhanh thôi tất cả chuyện xấu bà làm đều sẽ bị bại lộ. Sau đó, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu đi tới phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Tiêu Tiêu không biết Tần Đại Dũng bị làm sao nhưng vẫn rất vui sướng khi được gặp Tần Thanh Tâm. Mấy ngày nay cô vẫn ở bệnh viện, vừa mệt mỏi vừa phiền muộn, gặp được con gái nên vui vẻ hơn hẳn. Cùng lúc đó, Châu Ngọc Thúy vội vàng gọi điện thoại cho Mạnh Thiên Kiêu kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Ngu ngốc! Mạnh Thiên Kiêu giận dữ hét lên, tôi không đến thì bà không biết tự bắt xe đi trước sao? Ông quát tôi làm gì? Tôi muốn gặp thằng nhóc kia lắm chắc, Châu Ngọc Thúy cũng nổi giận. Vừa nãy Dương Thanh nói vài câu đều thể hiện sự nghi ngờ, bà ta đã rất sốt ruột, thế mà Mạnh Thiên Kiêu còn chửi mắng. Hơn nữa, nếu ông có thể đến đúng giờ... Tôi sẽ thất bại sao, Châu Ngọc Thúy lại nói tiếp. Câm miệng. Mạnh Thiên Kiêu cắn răng nói, trước 12 giờ trưa mai, nếu bà vẫn không đưa con gái của Dương Thanh đến gặp tôi sẽ đăng đoạn ghi âm bà thuê người giết chồng lên mạng. Ông nói là trước khi mặt trời lặn cơ mà, sao lại sớm hơn rồi? Châu Ngọc Thúy hoảng hốt gào lên. Tôi nói lúc nào chính là lúc ấy. Nếu bà không chịu, tôi sẽ công khai đoạn ghi âm kia ngay bây giờ. Mạnh Thiên Kiêu lạnh giọng uy hiếp. Đừng, nhất định tôi sẽ nghĩ cách giao con gái của Dương Thanh cho ông trước 12 giờ trưa mai, Châu Ngọc Thúy lập tức hứa hẹn. Thời cơ. Lúc Châu Ngọc Thúy quay trở lại phòng bệnh, cả gia đình nhỏ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đang hạnh phúc bên nhau. Trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt bà ta trở nên tàn nhẫn. Chồng ơi, mai là thứ bảy, để Tiêu Tiêu ở đâu bây giờ, Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Hay là em về nhà với Tiêu Tiêu, anh ở lại trông bố. Có tin tức gì anh sẽ lập tức báo cho em biết, Dương Thanh nói. Bố ơi, Tiêu Tiêu muốn ở cùng bố mẹ cơ. Tần Thanh Tâm chưa kịp lên tiếng, Tiêu Tiêu đã ấm ức nói, lâu lắm rồi Tiêu Tiêu không được ở cùng bố mẹ. Nghe vậy, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều rất áy náy. Hay là ngày mai mẹ đưa Tiêu Tiêu tới khu vui chơi. Đúng lúc này một giọng nói bất chợt vang lên, hai người nhìn sang Châu Ngọc Thúy, nhưng ánh mắt của Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo. Con không muốn đi khu vui chơi, con muốn ở cùng bố mẹ, Tiêu Tiêu vội vàng ôm chặt cổ Tần Thanh Tâm.
cô bé rất muốn tới khu vui chơi nhưng lại càng muốn ở cùng bố mẹ hơn. Vậy thì cứ để Tiêu Tiêu ở cạnh chúng ta là được. Do dự một hồi, Tần Thanh Tâm quyết định nói. Tần Đại Dũng vẫn chưa tỉnh, cô không có tâm trạng làm gì cả, bảo cô rời đi cô cũng không nỡ. Được, Dương Thanh gật đầu đồng ý. Tiêu Tiêu vui sướng hoan hô reo hò. Đêm nay, Tiêu Tiêu cũng ngủ lại bệnh viện. Đây là một phòng VIP đơn rất rộng rãi, có hai chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân và một hàng ghế sofa, chẳng khác nào phòng đôi trong khách sạn. Tối đến, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu ngủ chung một giường, Châu Ngọc Thúy chiếm giường còn lại. Dương Thanh ngủ trên ghế sofa. Cả đêm hôm ấy, Châu Ngọc Thúy trằn trọc không ngủ, chỉ nghĩ cách đưa Tiêu Tiêu đi. Thời gian Mạnh Thiên Kiêu cho đã không còn nhiều, nếu không thể giao Tiêu Tiêu cho ông ta trước 12 giờ trưa mai, bà ta sẽ xong đời. Ngược lại Tần Thanh Tâm nằm cạnh Tiêu Tiêu nên ngủ rất ngon. Châu Ngọc Thúy nghĩ suốt đêm cũng không nghĩ ra cách gì hay ho. Sáng hôm sau, hai mắt bà ta thâm xì. Mẹ ngủ không ngon à, mắt vừa sưng vừa đỏ. Tần Thanh Tâm thấy Châu Ngọc Thúy như vậy không khỏi kinh ngạc. Bà ta vội vàng lắc đầu nói, mẹ ngủ ngon mà. Nói xong, bà ta lại ngáp một cái. Dương Thanh híp mắt nhìn bà ta, không nói năng gì. 9 giờ sáng, Ngải Lâm tới phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Cậu Thanh, đây là con gái của cậu à? Đáng yêu quá, lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu, Ngải Lâm vô cùng kinh ngạc, ánh mắt dịu dàng đầy cương triều. Hiện giờ Tiêu Tiêu đang rụt rè cầm tay Dương Thanh, dựa vào chân anh. Dương Thanh mỉm cười gật đầu, Tiêu Tiêu mau chào bác Lâm đi. Cháu chào bác Lâm ạ. Mặc dù Tiêu Tiêu hơi sợ người lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn chào một tiếng. Đáng yêu chết mất. Ngải Lâm càng nhìn càng yêu thích, chào Tiêu Tiêu. Cô ấy vừa tới phòng bệnh, nhóm chuyên gia của bệnh viện cũng lập tức theo sát. Suốt mấy ngày Ngải Lâm trị liệu cho Tần Đại Dũng, những chuyên gia này đều sẽ đến đúng giờ quan sát học hỏi. Châu Ngọc Thúy suy nghĩ cả đêm vẫn không tìm được cách đưa Tiêu Tiêu đi. Lúc nhìn thấy Ngải Lâm, hai mắt bà ta đột nhiên sáng bừng. Rốt cuộc bà ta cũng biết phải làm thế nào mới đưa Tiêu Tiêu đi được. Tranh thủ lúc Ngải Lâm đang trị liệu, bà ta vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Châu Ngọc Thúy đi thẳng tới cuối hành lang rồi mới gọi điện thoại, tôi nghĩ ra cách đưa con gái của Dương Thanh đi rồi, nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Không ai biết bà ta gọi điện thoại cho ai, cũng không ai biết nội dung cuộc điện thoại này là gì. Đến khi bà ta quay trở lại phòng bệnh, Ngải Lâm vẫn đang trị liệu. Chuyên gia Ngải Lâm, các số liệu sức khỏe của Tần Đại Dũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tại sao ông ấy vẫn chưa tỉnh lại? Tranh thủ lúc Ngải Lâm làm trị liệu bước đầu xong cho Tần Đại Dũng, một vị chuyên gia lớn tuổi tò mò hỏi. Ngải Lâm cười đáp, số liệu bình thường nhưng bệnh nhân đã hôn mê lâu ngày, muốn tỉnh lại phải chờ đợi thời cơ. Thời cơ? Vị chuyên gia lớn tuổi ngơ ngác không hiểu, theo lý mà nói, Tần Đại Dũng nên tỉnh lại từ hôm qua rồi. Nhưng Ngải Lâm đã nói vậy, ông ấy cũng không tiện chất vấn thêm. Đưa Tiêu Tiêu đi. Từng giây trôi qua, Ngải Lâm vẫn bận rộn trị liệu, thế nhưng không phải trải qua nhiều bước phức tạp như trước nữa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng ồn ào huyên náo. Ở ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Viện trưởng cau mày, không vui hỏi. Để tôi ra xem thử, một cậu bác sĩ trẻ tuổi nhanh trí nói. Dầm. Nhưng cậu ta vừa đi tới cửa phòng bệnh, cánh cửa đã bị phá tan tành. Một đám người xông vào phòng bệnh, các người muốn làm gì? Viện trưởng kinh sợ hét lớn, chúng tôi muốn tìm chuyên gia Ngải Lâm. Chuyên gia Ngải Lâm, bố tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Bác sĩ nói chỉ cô mới cứu được ông ấy. Chuyên gia Ngải Lâm, ông nội tôi trúng gió rồi. Cô là chuyên gia giỏi nhất đất nước, chắc chắn có thể chữa khỏi cho ông ấy. Xin cô hãy cứu ông nội tôi. Chuyên gia Ngải Lâm, vợ tôi bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Nghe nói cô có thể chữa được, xin cô hãy cứu vợ tôi với. Hơn chục người xông vào phòng bệnh vây quanh Ngải Lâm, mồm năm miệng mười kể lể người thân bị bệnh gì, muốn nhờ Ngải Lâm cứu giúp. Không chỉ như vậy, bên ngoài vẫn có rất đông người không ngừng tràn vào phòng bệnh. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã không còn chỗ đứng. Dương Thanh híp mắt lại, lặng lẽ nhìn Châu Ngọc Thúy. Rốt cuộc bà ta cũng không thể ngồi yên được nữa rồi à. Thanh Tâm, sao nhiều người tới vậy? Con mau bảo Dương Thanh bảo vệ bố con, đừng để ông ấy bị thương, Châu Ngọc Thúy lo lắng nói.
Nghe vậy Tần Thanh Tâm mới kịp phản ứng, vội gọi, Dương Thanh, anh ngăn họ lại đi, đừng để họ làm bố bị thương. Ừ. Dương Thanh không nhiều lời, đi thẳng lên đứng chắn trước giường bệnh của Tần Đại Dũng. Căn phòng vô cùng hỗn loạn. Tiêu Tiêu cũng hoảng sợ nắm chặt tay Tần Thanh Tâm. Thanh Tâm, mẹ thấy vẫn có người muốn vào trong. Một mình Dương Thanh rất khó bảo vệ được bố con cũng ra giúp cậu ấy đi. Mẹ sẽ đưa Tiêu Tiêu ra ngoài trước để con bé không bị thương, Châu Ngọc Thúy vội nói. Dương Thanh ngăn trước giường Tần Đại Dũng đã bị đám người kia chen vào trong, rất khó thoát ra. Châu Ngọc Thúy thầm đắc ý. Tần Thanh Tâm cũng thấy còn người chen vào trong phòng, không chút do dự dặn dò Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, con ra ngoài với bà ngoại trước, lát nữa mẹ sẽ tìm con sau, được không? Vâng ạ, con chờ mẹ, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp. Nhờ mẹ trông Tiêu Tiêu giúp con, Tần Thanh Tâm trịnh trọng nói. Con yên tâm, có mẹ ở đây con bé sẽ không gặp chuyện gì đâu, Châu Ngọc Thúy cam đoan. Hai người mau đi đi. Nói xong, Tần Thanh Tâm cũng chen tới chỗ Dương Thanh. Khó khăn lắm mới chữa trị được cho Tần Đại Dũng, ông ấy sắp tỉnh lại mà bị va chạm sẽ không tốt. Châu Ngọc Thúy dễ dàng đưa Tiêu Tiêu ra khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, rốt cuộc bà ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà ta đứng ngó nghiêng một lúc, nhanh chóng trông thấy một chiếc Maybach màu đen mang biển của tỉnh Lỵ quen thuộc, là xe của Mạnh Thiên Kiêu. Châu Ngọc Thúy vui mừng dẫn Tiêu Tiêu đi tới. Các người là ai? Bà ta đang chuẩn bị lên xe thì phát hiện ông ta không ở đó, chỉ có một người đàn ông trung niên lạ mặt. Bà là Châu Ngọc Thúy phải không? Ông Mạnh dặn chúng tôi tới đón hai người. Người kia lên tiếng hỏi, đáy mắt tràn đầy sát khí. Nghe gã giải thích, Châu Ngọc Thúy mới yên tâm lên xe. Lúc gặp Mạnh Thiên Kiêu, bà ta đã quan sát xe của ông ta nên chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra ngay. Bà ngoại ơi, chúng ta đi đâu thế? Tiêu Tiêu hoảng sợ kéo tay Châu Ngọc Thúy hỏi nhỏ. Bà ta xa sầm mặt, quát tháo, câm miệng. Tiêu Tiêu vốn đang sợ hãi lại bị quát, mếu máo muốn khóc nhưng lại không dám, trông rất đáng thương. Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy vậy lạnh lùng nhìn Châu Ngọc Thúy, con bé có bà ngoại như bà đúng là bất hạnh. Dứt lời, gã mỉm cười hiền hòa nói với Tiêu Tiêu, cháu đừng sợ, chúng ta đang đi tới một nơi rất tốt, lát nữa bố mẹ sẽ đến đón cháu. Bại lộ hoàn toàn. Nghe gã nói vậy, Châu Ngọc Thúy cười lạnh một tiếng, tôi là người như thế nào không đến lượt người ngoài như ông phê phán. Bà ta không hề nhận ra đối phương đã biết tên của mình dù bà ta chưa hề nói ra. Gã không thèm để ý đến Châu Ngọc Thúy nữa, lấy điện thoại mở phần mềm video cười hỏi, Tiêu Tiêu muốn xem phim hoạt hình gì nào? Cừu vui vẻ và sói xám. Người đàn ông trung niên rất hiền từ, Tiêu Tiêu không còn sợ nữa. Được. Gã mở phim Cừu vui vẻ và sói xám cho Tiêu Tiêu xem rồi cưng chiều ngắm cô bé. Tiêu Tiêu nhanh chóng bị tình tiết của bộ phim chọc cười khanh khác. Chiếc xe đi suốt một đường, Châu Ngọc Thúy không hề nghi ngờ. Ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tần Đại Dũng hôn mê ròng rã nửa tháng trời. Đối với người ham mê giàu sang như bà ta, khoảng thời gian này chẳng khác gì tra tấn. Rốt cuộc hôm nay bà ta cũng được giải thoát. Đợi Dương Thanh chết, Tần Đại Dũng cũng chết, những ngày tháng nhàn hạ của bà ta sẽ đến. Nghĩ tới căn dinh thự Vân Phong xa hoa và đủ loại xe sang ở đó, Châu Ngọc Thúy càng thêm hưng phấn. Bà ta đã bắt đầu nghĩ cách bán những chiếc xe đó đi. Sau đó bà ta sẽ kiếm được một món hời, có thể tiêu xài thỏa thích. Thậm chí bà ta còn đang nghĩ có nên đi du lịch khắp thế giới hay không. Ha ha! Tưởng tượng ra những ngày tươi đẹp ấy, Châu Ngọc Thúy không nhịn được bật cười thành tiếng. Ánh mắt của người đàn ông trung niên càng lạnh xuống, Tiêu Tiêu cũng tò mò ngẩng đầu nhìn bà ta rồi lại xem hoạt hình. Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ lại trước một căn biệt thự sang trọng. Anh Cường, đến nơi rồi. Tài xế nói với người đàn ông trung niên một câu, đây là nơi nào? Vừa nãy Châu Ngọc Thúy chỉ mải ảo tưởng nên không chú ý tới đường đi. Sau khi xuống xe, bà ta mới nghi hoặc dò hỏi. Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười châm chọc, đừng vội, ông Mạnh sẽ tới ngay thôi. Bà cứ vào chờ đi, không biết tại sao Châu Ngọc Thúy cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, bà ta vẫn tin tưởng đi vào trong biệt thự. Đây là loại biệt thự gì vậy? So với biệt thự của tôi trên đỉnh Vân Phong còn chẳng đáng nhắc tới. Châu Ngọc Thúy dạo quanh biệt thự một vòng rồi khinh thường chê bai.
tựa như dinh thự Vân Phong vốn thuộc về bà ta. Tiêu Tiêu đâu? Một lúc lâu sau, Châu Ngọc Thúy mới nhớ tới Tiêu Tiêu. Người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại, gã đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt cung kính liên tục gật đầu nói, cậu Thanh yên tâm, chúng tôi đã đưa Tiêu Tiêu đến nơi an toàn. Cô bé rất tốt, không xảy ra chuyện gì. Đợi gã cúp máy, Châu Ngọc Thúy mới nhíu mày hỏi, cậu Thanh là ai? Bà ta càng cảm thấy có gì đó sai sai, không phải là ông Mạnh à? Sao tự nhiên lại gọi anh Thanh? Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, tôi gọi cho ai liên quan quái gì đến bà? Bà còn nói nhảm thêm một câu nữa, tôi lập tức đâm chết bà. Dứt lời, trong tay gã chợt xuất hiện một con dao sắc bén. Châu Ngọc Thúy bị dọa sợ, vội vàng ngậm chặt miệng. Bà ta đã tới căn biệt thự này được 10 phút, Tiêu Tiêu cũng đã bị đưa đi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Thiên Kiêu đâu. Lúc trước, bà ta chỉ nghĩ Dương Thanh sắp phải chết nên rất hưng phấn, buông lỏng cảnh giác. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bà ta bỗng cảm thấy hoảng hốt. Mạnh Thiên Kiêu dám giết người, ông ta sẽ thả bà ta đi sao? Tại sao ông Mạnh vẫn chưa tới? Châu Ngọc Thúy cẩn thận dò hỏi người đàn ông trung niên. Gã híp mắt nhìn bà ta, bà muốn gặp ông Mạnh tới vậy sao? Không phải tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao rồi à? Bây giờ tôi đã đi được chưa? Châu Ngọc Thúy đứng dậy định bỏ đi. Ông Mạnh nói rồi, nếu bà dám rời khỏi biệt thự nửa bước, tôi sẽ có quyền giết bà. Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa, gác hai chân lên bàn trà nghịch lưỡi dao trong tay, bình thản nói. Châu Ngọc Thúy mới đi tới cửa lập tức dừng bước, toàn thân run lẩy bẩy. Bà ta đã mở cửa ra rồi, chỉ cần bước thêm một bước là ra khỏi biệt thự. Hiện giờ cả người bà ta đều ướt đẫm mồ hôi. Tôi là bạn hợp tác của ông Mạnh, sao ông dám uy hiếp tôi? Đợi ông ấy tới, tôi sẽ kể lại toàn bộ những lời ông đã nói với tôi. Châu Ngọc Thúy giả vờ bình tĩnh trở về chỗ ngồi, bật tivi lên xem. Bây giờ chỉ giả vờ bình tĩnh mới che giấu được sợ hãi trong lòng bà ta. Lại 10 phút trôi qua, người đàn ông trung niên kia nghe điện thoại xong đứng bật dậy nói, 5 phút nữa ông Mạnh sẽ đến. Không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi đó chờ đi. Nói xong, gã cất bước rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại một mình Châu Ngọc Thúy. Đắc ý cái khỉ gì? Chẳng qua chỉ là một con chó của ông Mạnh mà thôi. Sau khi người đàn ông trung niên đi khỏi, Châu Ngọc Thúy bực bội nói. Dù rất sợ nhưng Mạnh Thiên Kiêu vẫn đang nắm giữ đoạn ghi âm nên bà ta không dám bỏ đi, chỉ có thể chờ đợi. 5 phút trôi qua rất nhanh. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vang lên ở ngoài biệt thự. Châu Ngọc Thúy đứng bật dậy, căng thẳng bối rối. Bà ta biết, Mạnh Thiên Kiêu đã tới. Ngay sau đó, quả nhiên Mạnh Thiên Kiêu đẩy cửa bước vào. Cuối cùng ông cũng đến rồi. Châu Ngọc Thúy giả vờ trấn tĩnh, cười gượng nhìn Mạnh Thiên Kiêu. Người đâu? Ông ta cau mày chất vấn. Người nào? Châu Ngọc Thúy ngơ ngác hỏi. Con gái của Dương Thanh. Mạnh Thiên Kiêu cả giận nói. Châu Ngọc Thúy sững sờ chỉ ra cửa, con bé bị người của ông đưa đi rồi mà. Nghe vậy, sắc mặt của Mạnh Thiên Kiêu lập tức trở nên lạnh lẽo, hung dữ nói, Châu Ngọc Thúy, bà nghĩ tôi dễ lừa lắm hả? Tôi cho người đón bà lúc nào? Bà vốn dĩ không hề dẫn con gái của Dương Thanh tới đây đúng không? Bà gửi tin nhắn bảo tôi tới đây để lừa gạt tôi phải không? Có phải bà tưởng đây là địa bàn của nhà họ Quan nên tôi không dám làm gì bà đúng không? Mạnh Thiên Kiêu bước tới trước mặt Châu Ngọc Thúy, nổi giận đùng đùng. Ông ta cảm thấy mình đã bị bà ta chơi xỏ. Nếu người của ông không đưa tôi tới đây, sao tôi biết ông ở đây được? Bọn họ dùng xe của ông đón tôi đấy. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng giao con gái của Dương Thanh cho người của ông rồi. Con bé sống hay chết, chuyện còn lại đều không liên quan đến tôi nữa. Tốt nhất ông hãy mau chóng bắt Dương Thanh tới đây xử lý đi. Nếu không, Tần Đại Dũng mà tỉnh tôi cũng không còn cơ hội xuống tay với ông ta nữa đâu. Nếu chuyện tôi thuê người giết ông ta bị lộ, ông cũng đừng hòng sống yên. Châu Ngọc Thúy nói không ngừng nghỉ, chỉ có vậy mới che giấu được nội tâm hoảng loạn của bà ta. Tôi bị trộm xe rồi. Bà nói xem, sao xe của tôi có thể đón bà tới đây được? Mạnh Thiên Kiêu quát tháo. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của ông ta lập tức cứng đờ. Càng nghĩ càng thấy sai sai. Đây là địa bàn của nhà họ Quan, Châu Ngọc Thúy làm gì có tư cách đi vào. Châu Ngọc Thúy nói mình được xe của ông ta đưa tới chỗ này.
nhưng sáng nay ông ta đã bị trộm xe rồi cơ mà. Mạnh Thiên Kiêu nhớ lại lần trước người nhà họ Quan cũng có mặt ở nhà họ Mạnh. Ông ta đột nhiên cảm thấy khó thở, nguy hiểm kề cận khiến ông ta không ngừng thở dốc. Rầm. Đúng lúc này, cửa biệt thự bỗng nhiên bị phá tan. Người đàn ông trung niên vừa đưa Châu Ngọc Thúy tới lững thững đi vào, bên cạnh còn có mấy vệ sĩ cao to. Vương Cường. Khi nhìn thấy gã, Mạnh Thiên Kiêu hoảng hốt kêu lên, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Không chỉ vậy, sau lưng Vương Cường còn có mấy gương mặt quen thuộc. Sao mày muốn hại tao? Quan Chính Sơn, Trần Hưng Hải, Dương Thanh. Tiếp đó Mạnh Thiên Kiêu lại nhìn thấy mấy người này. Lúc ông ta nhìn thấy Dương Thanh, sắc mặt cực kỳ thâm trầm, gương mặt hung dữ nhăn nhúm. Khi Châu Ngọc Thúy thấy Dương Thanh xuất hiện, sắc mặt bà ta đờ đẫn, trong mắt còn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó một vài gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của bà ta. Dương Thanh đi đầu, tiếp đó là Tần Thanh Tâm. Sau đó nữa là Tần Y, lúc này cô ta đang đẩy một chiếc xe lăn. Mà người ngồi trên đó là Tần Đại Dũng. Đại Dũng. Khi Châu Ngọc Thúy nhìn thấy Tần Đại Dũng, cả người bà ta không ngừng run bần bật. Lúc này sắc mặt Tần Đại Dũng lạnh như băng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Châu Ngọc Thúy, nghiến răng, Châu Ngọc Thúy, bà đúng là đồ độc ác, vì lợi ích bản thân mà ngay cả Tiêu Tiêu cũng dám bắt cóc, bà có còn là con người không? Hai mắt của Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng đỏ hoe, nhất là Tần Thanh Tâm, trong mắt cô còn lóe lên tia thù hận. Cô không ngờ mình tin tưởng Châu Ngọc Thúy đến vậy, thậm chí còn giao Tiêu Tiêu cho bà ta thế mà bà ta lại mang Tiêu Tiêu đi. Nếu không phải Dương Thanh đã chuẩn bị từ trước thì sợ là Tiêu Tiêu đã rơi vào tay Mạnh Thiên Kiêu rồi. Tôi tin tưởng bà như vậy mà bà lại dẫn con gái tôi đi đưa cho người khác. Đây là cách bà đáp lại lòng tin của tôi sao? Tần Thanh Tâm tức giận khóc gào lên. Lúc này người đau buồn nhất không ai ngoài cô. Bà là đồ phụ nữ độc ác, chúng tôi không nên tin bà, không nên ôm hy vọng gì với bà nữa mới phải, bà không xứng làm mẹ của chúng tôi. Trong mắt Tần Y chỉ còn sót lại thù hận, cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Dương Thanh đã sớm đoán được những việc này, cho nên anh không thấy bất ngờ, chỉ là vẫn không nén nổi cơn giận. Vừa nãy bọn họ ở ngoài cửa cho nên đều nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của Châu Ngọc Thúy và Mạnh Thiên Kiêu. Ngay cả những người ngoài như Quan Chính Sơn cũng lạnh lùng khi nhìn Châu Ngọc Thúy. Nếu chỉ bắt người đàn bà này chết thì quá dễ dàng cho bà ta. Châu Ngọc Thúy chỉ đờ đẫn trong chốc lát đã hoàn hồn lại. Bà ta vội vàng chạy lên trước bột một tiếng quỳ xuống dưới chân Tần Đại Dũng. Đại Dũng, tôi bị người ta ép mà. Là nhà họ Ngụy ép tôi tìm người lái xe đụng ông. Bằng không bọn họ sẽ giết Thanh Tâm và Y Y. Thanh Tâm và Y Y là mạng sống của ông, nếu có thể dùng mạng của ông đổi được sự bình an cho Thanh Tâm và Y Y, hẳn là ông cũng bằng lòng đúng không? Bởi vì tôi cũng thế, nếu tôi chết mà Thanh Tâm và Y Y đều bình an vô sự thì tôi cũng bằng lòng. Châu Ngọc Thúy hoảng loạn, khóc lóc nói. Tần Đại Dũng cười khinh khỉnh nói, bà thật sự tưởng mấy ngày nay tôi hôn mê nên không biết gì sao? Trước đó đúng là tôi đã trở thành người thực vật nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì cả. Mỗi ngày bà đều tìm cách ngược đãi tôi, nghĩ trăm mưu nghìn kế để giết tôi. Nếu không có Dương Thanh thì tôi đã bị bà giết chết từ lâu rồi. Lúc bà ngược đãi tôi bà đã nói ra mọi thứ cho tôi biết, bây giờ bà còn muốn ngụy biện sao? Tần Đại Dũng gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Dù sao cũng là người vợ sống chung hơn 20 năm, nhưng bây giờ bà ta lại mướn người giết mình. Thậm chí còn muốn tự mình ra tay. Việc này khiến trái tim ông ấy tan nát. Tôi không có. Châu Ngọc Thúy hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói, tôi thật sự không có ngược đãi ông, cũng chưa từng nói những lời kia. Lúc đó ông đã là người thực vật, những gì ông nghe được hay cảm nhận được chỉ là giấc mộng thôi. Đúng, chính là giấc mộng, chắc chắn ông đã nằm mơ thấy ác mộng nên mới thấy tôi ngược đãi ông. Châu Ngọc Thúy lắc đầu như chống bỏi. Lúc này bà ta nhất định không thể thừa nhận. Vậy bà giải thích thế nào về mấy vết thương tôi bị ngược đãi? Chẳng lẽ tôi tự hành hạ mình sao? Hay là con gái tôi ngược đãi tôi? Tần Đại Dũng cũng gào lên. Nếu không phải chân đang bị thương thì ông rất muốn tự tay mình đánh Châu Ngọc Thúy một trận. Tôi biết rồi, chính là Dương Thanh, chắc chắn là cậu ta. Cậu ta vẫn luôn mơ ước tài sản của ông, cho nên mới muốn ông chết. Bây giờ cậu ta còn cố ý dẫn các người tới đây, chính là muốn hãm hại tôi.
Dương Thanh, tên khốn kiếp này tại sao mày lại độc ác như vậy? Tại sao mày muốn hại tao? Mày nói cho tao biết đi, tại sao chứ? Châu Ngọc Thúy phản ứng cực nhanh, lập tức đổ hết mọi chuyện lên người Dương Thanh. Nửa đời còn lại để chuộc tội câm miệng. Lúc này, rốt cuộc Quan Chính Sơn cũng không nhịn được nữa, giận dữ quát lên. Sau đó ông ta bước tới, lạnh lùng nói, cô nói cậu ấy mơ ước tài sản của gia đình cô sao? Vậy tôi hỏi cô, nhà cô có bao nhiêu tài sản đáng để cho cậu Thanh mơ ước? Cô có biết bây giờ hết thảy mọi thứ của nhà họ Quan đều thuộc về sở hữu riêng của cậu Thanh, còn nhà họ Quan tôi chẳng qua chỉ là giúp cậu Thanh quản lý mọi thứ thôi không? Quan Chính Sơn vừa nói xong, vẻ mặt của Châu Ngọc Thúy dại ra, chuyện này, sao có thể? Cô chính là một con ngu, là người đàn bà ngu nhất trên đời. Không chỉ có nhà họ Quan thuộc quyền sở hữu của cậu Thanh, mà còn có hết thảy mọi thứ của tòa thành Vương Giả cũng thuộc sở hữu của cậu Thanh. Còn có mọi thứ của nhà họ Trần ở Châu Thành cũng là sở hữu của cậu Thanh. Theo sát Quan Chính Sơn là Vương Cường và Trần Hưng Hải cũng cùng nhau nói là hết thảy mọi thứ mình có được đều thuộc về Dương Thanh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn các người đang gạt tôi. Cậu ta chỉ là một thằng vô dụng, một thằng ở rể, làm sao có thể có nhiều của cải như vậy? Châu Ngọc Thúy sững sờ, hồn siêu phách lạc. Người phụ nữ đê tiện như bà chỉ biết xem thường người khác, cả ngày chỉ biết hưởng thụ vui chơi làm sao biết được sự xuất sắc của Dương Thanh. Tần Đại Dũng hừ lạnh, e là bà vẫn chưa biết, công ty vật liệu xây dựng Long Hà mà tôi đang làm cũng là sản nghiệp của Dương Thanh đấy. Còn cả tập đoàn Tam Hòa cũng là do Dương Thanh mua tặng cho tôi nữa, Tần Thanh Tâm cũng nói. Cả tập đoàn Nhạn Thanh nữa, ý tôi là tập đoàn Nhạn Thanh ở Yến Đô ấy, cũng thuộc về quyền sở hữu của anh Thanh, hai mắt Tần Y đỏ hoe nói. Châu Ngọc Thúy hoàn toàn đờ đẫn, hai mắt khó tin, điên cuồng lắc đầu. Không, các người đều đang gạt tôi, các người đều đang giúp thằng kia gạt tôi, cậu ta chỉ là một kẻ nghèo rất mồng tơi. 5 năm trước cậu ta còn phải mượn nhà chúng tôi 500.000 để chữa bệnh cho mẹ cậu ta cơ mà. Chỉ mới 5 năm ngắn ngủi thôi, cho dù cậu ta có trở nên tài giỏi, xuất sắc thế nào đi nữa cũng không thể có được nhiều của cải như vậy. Tuyệt đối không thể nào, tôi sẽ không tin các người đâu, các người đều đang gạt tôi. Các người đều là những kẻ bịp bợm. Châu Ngọc Thúy vừa khóc lóc vừa kêu gào như một mụ điên. Mạnh Thiên Kiêu vốn còn cố gắng tìm cách bỏ trốn. Lúc này cũng hoàn toàn bối rối. Thì ra là như vậy. Mạnh Thiên Kiêu bỗng cười lớn, thì ra các người đã phục tùng cậu ta từ lâu rồi, chả trách các người lại liều lĩnh dẫn người đến nhà họ Mạnh. Dương Thanh, tôi phải thừa nhận cậu rất tài giỏi. Cậu đã thành công lừa gạt tất cả mọi người. Con trai tôi thua trong tay cậu cũng không oan uổng, đúng là không oan uổng thật mà. Mạnh Thiên Kiêu giống to lên, ngược lại lúc này ông ta không còn cố chấp muốn giết Dương Thanh như lúc nãy nữa. Lúc này, trong lòng chỉ ngập tràn chua xót. Ông ta biết rõ, quyền thế Dương Thanh đang nắm trong tay hiện nay không hề thua kém nhà họ Mạnh. Hôm nay ông ta chỉ có một con đường chết. Ông muốn làm gì? Đúng lúc này Mạnh Thiên Kiêu bỗng nhiên lấy khẩu súng câu ra, Vương Cường vô thức đứng chắn trước mặt Dương Thanh, hét lên với Mạnh Thiên Kiêu. Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải thấy thế cũng đồng loạt bước lên che trước người Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Lúc này, những ông lớn này lại sẵn sàng dùng thân mình để đỡ đạn cho Dương Thanh và người nhà của anh. Mạnh Thiên Kiêu cười ha ha, đột nhiên giơ súng lên đưa vào miệng mình. Đoàng! Một tiếng súng giòn giã vang lên, tiếp đó cơ thể Mạnh Thiên Kiêu ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Bọn họ vốn tưởng ông ta dự định giãy giụa lần cuối trước khi chết nhưng không ngờ ông ta lại lựa chọn tự kết liễu. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Một người nắm một cánh tay của Dương Thanh, cả người run lẩy bẩy. Dương Thanh thờ ơ nhìn Mạnh Thiên Kiêu nằm trong vũng máu, đột nhiên thở dài một hơi, đưa thi hài hoàn chỉnh của ông ta về nhà họ Mạnh. Lúc này anh bỗng hơi thông cảm cho ông ta. Mạnh Thiên Kiêu muốn dồn anh vào chỗ chết nhưng ông ta làm vậy cũng vì con trai của mình. Trong chuyện này đâu thể phân định được ai đúng ai sai cơ chứ. Thi thể của Mạnh Thiên Kiêu ngã ngay bên người Châu Ngọc Thúy, máu tươi chảy đầy đất. Cơ thể Châu Ngọc Thúy run rẩy dữ dội. Nửa đời còn lại của bà cứ ở trong tù mà suy ngẫm đi. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Châu Ngọc Thúy nói. Thân thế của Tần Thanh Tâm. Đúng lúc này, mấy cảnh sát tuần tra súng ống đầy đủ vọt vào, người dẫn đầu đi tới trước mặt Dương Thanh cúi chào nghiêm chỉnh.
hai cảnh sát đi tới bên cạnh Châu Ngọc Thúy kéo bà ta đi. Đến tận lúc này, Châu Ngọc Thúy mới hoảng hốt nhận ra mình sắp phải đối mặt với cái gì. Tại sao chứ? Sao mày dám gọi người dẫn tao đi? Mày có tư cách gì? Tao là mẹ của Thanh Tâm, nếu mày cho người dẫn tao đi, con bé sẽ hận mày cả đời. Châu Ngọc Thúy điên cuồng giãy giụa nhưng lại bị hai cảnh sát võ trang đầy đủ giữ chặt, không thể trốn thoát. Đến lúc này bà vẫn không chịu tỉnh ngộ sao? Tần Thanh Tâm đỏ mắt nói, tôi sẽ không hận Dương Thanh. Tất cả đều tại bà gieo gió gặt bão. Tôi đã nhắc nhở rồi, nếu bà thực sự có liên quan đến chuyện của bố thì hãy tự đi đầu thú, như vậy còn có cơ hội được khoan hồng. Nhưng bà không làm, đã vậy bà còn đưa Tiêu Tiêu vào tay kẻ khác. Nếu Dương Thanh không chuẩn bị từ trước, không biết Tiêu Tiêu sẽ gặp phải chuyện gì. Con bé mới 4 tuổi thôi. Bà là bà ngoại Tiêu Tiêu, sao lại nhẫn tâm đẩy con bé vào hố lửa? Bà không chỉ làm hại bố mà còn muốn hại cả Tiêu Tiêu, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bà. Tôi hận bà, Tần Thanh Tâm không kìm được bật khóc nức nở, đau đớn gào lên. Cô vô cùng đau lòng, lần đầu tiên cảm thấy thù ghét Châu Ngọc Thúy. Mẹ nói rồi, chuyện của bố con đều do nhà họ Ngụy ép mẹ làm, không liên quan gì đến mẹ. Vậy mà các con cứ nhất quyết đổ tội cho mẹ, có chứng cứ gì không hả? Không có chứng cứ ai dám gán tội cho mẹ. Châu Ngọc Thúy cũng gào ầm ĩ. Dương Thanh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bỗng lên tiếng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã vậy tôi sẽ cho bà xem chứng cứ. Anh vừa dứt lời, hai cảnh sát liền dẫn một người trẻ tuổi đi tới. Khi nhìn thấy cô ta, sắc mặt của Châu Ngọc Thúy lập tức tái mét. Trịnh Mỹ Linh, nếu bây giờ cô khai ra toàn bộ sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Cảnh sát dẫn đầu đột nhiên nói. Trước đó Trịnh Mỹ Linh bị Trần Hưng Hải giam cầm, cô ta đã phải chịu rất nhiều tra tấn theo chỉ thị của Dương Thanh. Đối với cô ta, ngồi tù không hề đáng sợ, nó còn là sự giải thoát. Cô ta nào dám giấu giếm, lập tức chỉ vào Châu Ngọc Thúy, giận dữ hét, tất cả là tại người đàn bà độc ác này. Bà bảo tôi cho bà 800.000, nói muốn góp đủ 1 triệu để thuê người giết Tần Đại Dũng. Sau khi Tần Đại Dũng chết, bà sẽ được trở lại sống trong dinh thự Vân Phong. Đến lúc đó được ở gần Dương Thanh, bà sẽ tìm cơ hội giết anh ta cho tôi. Nếu không phải tại bà, sao tôi lại đến bước đường như ngày hôm nay? Trịnh Mỹ Linh vừa thấy Châu Ngọc Thúy, lập tức nổi giận chỉ muốn tự tay giết chết bà ta cho hả dạ. Đương nhiên Châu Ngọc Thúy sẽ không thừa nhận, chối đầy đẩy, con danh chết tiệt, tao xin tiền mày lúc nào? Mày đang vu oan cho tao, mày muốn hãm hại tao, vu oan cho bà. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh nói, bà tưởng tôi ngu xuẩn giống bà sao? Tôi đã dùng điện thoại ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với bà vào ngày hôm đó, chứng cứ vô cùng xác thực, bà định chối cãi kiểu gì? Dương Thanh nhìn sang Châu Ngọc Thúy, bà đúng là lòng tham không đáy. Xin Trịnh Mỹ Linh 800.000, nói là phải góp đủ 1 triệu nhưng bà chỉ mất 500 để thuê Hồ Siêu Tông bố. Cái gì? Mụ đàn bà khốn kiếp này còn muốn nuốt cả số tiền kia sao? Trịnh Mỹ Linh nghe thấy Dương Thanh nói vậy lại càng giận dữ. Châu Ngọc Thúy nghe Trịnh Mỹ Linh nói đã ghi âm lại, tự biết không thể thoát tội, tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Tần Thanh Tâm và Tần Y thấy mẹ mình như vậy đều rất đau lòng. Không phải bọn họ không thể tiếp nhận sự thật Châu Ngọc Thúy sắp phải vào tù mà là vì bà ta đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với bọn họ. Tần Thanh Tâm, mày có biết tại sao đến cả con gái của mày tao cũng không tha không? Bỗng Châu Ngọc Thúy hung dữ nhìn Tần Thanh Tâm. Cô không hiểu hỏi lại, rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Dường như Tần Đại Dũng cũng ý thức được điều gì đó, mặt mày biến sắc nổi giận quát, Châu Ngọc Thúy, bà câm miệng lại cho tôi. Tần Đại Dũng, chuyện đã đến nước này tôi còn phải giấu giếm làm gì? Châu Ngọc Thúy như người điên, há miệng cười lớn, vẻ mặt méo mó. Nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều cảm thấy lạ lẫm, giống như chưa từng quen biết người phụ nữ này. Cười đủ rồi, Châu Ngọc Thúy mới hét lên, bởi vì tao không phải là mẹ ruột của mày. Còn mày chỉ là một vật thay thế, đến cả tên mày đang dùng cũng chẳng phải là của mày. Thực ra đối với Tần Đại Dũng, mày cũng chỉ là vật thay thế mà thôi. Bây giờ mày đã biết tại sao tao lại đối xử với mày như vậy rồi chứ? Biết tại sao tao nhẫn tâm đưa Tiêu Tiêu đi rồi chứ? Bởi vì tao không phải mẹ mày, cũng không phải bà ngoại của Tiêu Tiêu.
vậy nên sự sống chết của hai mẹ con nhà mày liên quan quái gì đến tao? Bị lừa cả một đời, đến tận bây giờ mới biết tao không phải mẹ ruột của mày, tuyệt vọng lắm đúng không? Ha ha ha, Châu Ngọc Thúy điên cuồng cười phá lên. Tần Thanh Tâm chết sững người, ngơ ngác nhìn bà ta. Tần Đại Dũng giận tới mức cả người đều run rẩy, gào ầm lên, câm miệng. Bà câm miệng lại cho tôi. Đồ đàn bà ghê tởm. Tần Thanh Tâm chẳng nói chẳng rằng, nước mắt ào ào tuôn rơi. Tâm. Dương Thanh nhanh tay lẹ mắt vội chạy tới đỡ cô. Hiện giờ cả người Tần Thanh Tâm mềm nhũn, cạn kiệt sức lực, Dương Thanh mà không đỡ kịp thì cô đã ngã nhào ra đất. Trái tim đau đớn khiến cô không thở nổi. Ha 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 ha. Châu Ngọc Thúy sảng khoái cười lớn, Tần Thanh Tâm, mày chỉ là một con sâu bọ đáng thương. Đến cả bố mẹ ruột của mình là ai cũng không biết. Thật là tội nghiệp, tao chưa từng coi mày là con gái ruột. Đối với tao mày chỉ là cây hái ra tiền thôi. Ha ha ha, mau dẫn mụ điên này ra ngoài cho tôi. Dương Thanh giống lên, ra lệnh cho cảnh sát đứng gần đó, xử phạt thật nặng vào. Dẫn đi. Cảnh sát dẫn đầu ra lệnh một tiếng, cả Châu Ngọc Thúy và Trịnh Mỹ Linh đều bị đưa đi. Thế nhưng những lời Châu Ngọc Thúy vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người. Tần Y Hòa khóc, nước mắt rơi lã chã. Cô ta nhìn Tần Đại Dũng, nức nở nói, bố ơi, con và chị không phải chị em ruột sao? Bố nói cho con biết đi, lời mẹ vừa nói đều là lừa gạt chúng con đúng không? Bố mau trả lời đi, mẹ đang nói dối phải không? Tần Thanh Tâm đau khổ đến chết đi sống lại. Tần Đại Dũng ôm đầu, vẻ mặt đau lòng khôn tả. Một lúc lâu sau, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Tâm và Tần Y, lên tiếng nói, chuyện đã đến nước này, đúng là nên nói sự thật cho các con biết. Chồng chưa cưới. Đám người quan chính sơn thấy thế vội vàng xin phép đi trước. Thoáng chốc, trong biệt thự chỉ còn Dương Thanh, Tần Đại Dũng và hai chị em Tần Thanh Tâm, Tần Y. Kỳ thực Châu Ngọc Thúy không hề nói dối con thực sự không phải con ruột của bố mẹ. Tần Đại Dũng nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, ánh mắt phức tạp, cắn răng nói. Cô vốn còn ôm một tia hy vọng, nghe vậy liền cảm thấy tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt như trân châu lăn dài trên má. Nhưng lần này, cô rất mạnh mẽ, không hề bật khóc thành tiếng. Tần Y kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chị thực sự không phải con của bố mẹ sao? Thế còn con? Con là con gái ruột của bố và Châu Ngọc Thúy. Tần Đại Dũng nói với Tần Y. Rốt cuộc Tần Y cũng có thể thở phào một hơi, nhưng lại thấy buồn cho Tần Thanh Tâm, nhẹ nhàng nắm tay cô chân thành nói, trong lòng em, chị chính là chị của em. Chị gái ruột của em, cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Đợi đến khi hai chị em họ bình tĩnh lại, Tần Đại Dũng mới nói tiếp, 26 năm trước, bố kết hôn với Châu Ngọc Thúy. Chẳng bao lâu sau, bà ta có thai. Khi biết tin, bố mẹ đều rất vui sướng, còn nghĩ tên cho đứa bé từ sớm, con trai sẽ gọi là Tần Thanh Dương, con gái sẽ đặt tên là Tần Thanh Tâm. Nói đến đây, Tần Đại Dũng chợt ngừng lại liếc nhìn Tần Thanh Tâm, thấy cô vẫn bình tĩnh mới yên tâm nói tiếp. Đến ngày sinh, Châu Ngọc Thúy khó sinh. Điều kiện y tế lúc đó rất thiếu thốn, khó sinh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng bởi vì khó sinh, não của thai nhi thiếu oxy trong thời gian dài nên vừa ra đời đã chết yểu. Tần Đại Dũng đau khổ, hai mắt đỏ bừng, nếu lúc đó điều kiện y tế tốt hơn một chút thì đứa bé ấy đã không chết. Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng cực kỳ chấn động, nhất là Tần Thanh Tâm, cô từng sinh Tiêu Tiêu nên hiểu rõ chuyện này sẽ gây ra cú sốc lớn thế nào với một người mẹ mang thai con mình 10 tháng. Sau đó thì sao? Tần Y lên tiếng hỏi. Tần Đại Dũng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Ông ta nói, bác sĩ kết luận Châu Ngọc Thúy đã mất đi thiên chức làm mẹ, cả đời này không thể mang thai được nữa. Bắt đầu từ lúc đó, bà ta mắc bệnh trầm cảm nặng, nhiều lần tự sát không thành. Trùng hợp là đúng lúc ấy, bố nhặt được một bé gái mới sinh trong thùng rác. Nói xong, Tần Đại Dũng nhìn sang Tần Thanh Tâm, bé gái ấy chính là con. Cơ thể Tần Thanh Tâm run bần bật, cô mím chặt môi chờ ông ấy nói tiếp. Thế là bố mẹ đưa con về nuôi. Từ khi con xuất hiện, bệnh trầm cảm của Châu Ngọc Thúy đỡ hơn rất nhiều. Đối với bà ta, con chính là con gái ruột. Tần Y đột nhiên hỏi, không phải bà ấy không thể sinh con được nữa rồi sao? Con được sinh ra bằng cách nào? Tần Đại Dũng chợt nở nụ cười ôn hòa, năm Thanh Tâm 2 tuổi, bà ta bất ngờ có thai.
có lẽ ngay từ đầu bác sĩ đã chẩn đoán nhầm, thì ra là vậy. Nghe thấy thế, Tần Y mới hiểu ra. Sau đó, Tần Đại Dũng kể lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, kể hết một buổi chiều. Đến khi sắc trời dần tối, ông ấy mới kể xong. Tần Đại Dũng nắm chặt tay Tần Thanh Tâm, chân thành nói, con à, xin con hãy tin bố. Đối với bố, con và Y Y đều như nhau, đều là đứa con gái do bố chăm bẵm từ nhỏ tới lớn. Bố chưa từng ít yêu thương con hơn vì con không có quan hệ máu mủ với mình. Tần Y cũng nắm tay Tần Thanh Tâm, em cũng vậy, em sẽ mãi là em gái của chị. Kiếp sau em vẫn muốn làm chị em với chị. Tần Thanh Tâm bật khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe chăm chú nhìn Tần Đại Dũng và Tần Y. Lần này cô khóc không phải vì đau lòng mà là vì cảm động. Cô tin tưởng hai người họ. Từ nhỏ đến lớn, Tần Thanh Tâm chưa từng cảm thấy Tần Đại Dũng thiên vị ai trong hai người. Tình chị em của cô với Tần Y lại càng thắm thiết. Chúng ta là người một nhà, mãi mãi là người một nhà, Tần Thanh Tâm kích động nói. Anh nữa, anh cũng mãi là người nhà của mọi người. Dương Thanh cười nói đi tới, một tay ôm Tần Thanh Tâm, tay còn lại ôm Tần Đại Dũng. Hôm nay là một ngày rất đáng để kỷ niệm. Châu Ngọc Thúy phải vào tù, Tần Đại Dũng cũng thoát khỏi trạng thái người thực vật. Mặc dù Tần Thanh Tâm không biết gì về thân thế của mình, nhưng cô cũng không quá để bụng. Bây giờ cô có một người bố nuôi hết lòng yêu thương mình, một cô em gái thân thiết, một cô con gái đáng yêu và một người chồng yêu mình hết lòng. Không có gì phải hối hận. Chồng, cảm ơn anh. Đêm đến, khi Tiêu Tiêu đã ngủ say, Tần Thanh Tâm chủ động chui vào lòng Dương Thanh, dịu dàng nhìn anh. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Dương Thanh nở nụ cười hạnh phúc. Anh là chồng em, đừng bao giờ nói cảm ơn với anh, Dương Thanh đáp. Khóe mắt Tần Thanh Tâm long lanh sắp khóc, cô nghĩ tới những việc anh lặng lẽ làm vì mình, vô cùng cảm động. Chồng, em yêu anh. Dứt lời, cô vòng tay ra sau ôm cổ Dương Thanh, chủ động hôn lên môi anh. Một nụ hôn mặn nồng. Tình cảm sâu nặng, không thể kiềm chế. Một đêm xuân khó quên. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thanh mở mắt đã thấy Tần Thanh Tâm cuộn người trong lòng mình ngủ say như một con mèo nhỏ, khóe miệng cong cong. Dương Thanh mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này. Tần Đại Dũng vừa mới tỉnh lại, vết thương ở chân do tai nạn giao thông vẫn chưa khỏi hẳn. Tạm thời ông ấy không thể đi làm. Ông ấy vốn định quay về phòng trọ ở nhưng hai cô con gái kiên quyết mời ông ấy về dinh thự Vân Phong. Ngôi nhà không còn Châu Ngọc Thúy mới thật sự là nhà. Nếu lần này không có chị Lâm, không biết bố chúng ta có tỉnh lại được không? Hay là chúng ta mời chị ấy một bữa cơm trước khi chị ấy đi? Sáng dậy rửa mặt chải đầu xong xuôi, Tần Thanh Tâm bỗng nhiên đề nghị. Dương Thanh khẽ gật đầu, ngày mai chị ấy phải đi rồi, tối nay sau khi em tan làm chúng ta tới nhà hàng Bắc Phiên Xuân dùng bữa nhé. Được, cứ quyết định vậy đi. 7 giờ tối nay ở nhà hàng Bắc Phiên Xuân, Tần Thanh Tâm cười đáp. Cuộc sống sinh hoạt lại quay về quỹ đạo ban đầu. Sau bữa sáng, Dương Thanh lái xe đưa Tiêu Tiêu đến trường rồi lại đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa. Sau khi trở lại tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh gọi điện hẹn Ngải Lâm ăn một bữa cơm vào 7 giờ tối nay. 6 rưỡi tối, Dương Thanh tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm. Chưa tới 7 giờ, hai người đã đến nhà hàng Bắc Phiên Xuân. Dương Thanh, anh nhìn xem, kia có phải chị Lâm không, vừa xuống xe Tần Thanh Tâm đã chỉ vào một hướng hỏi anh. Dương Thanh nhìn theo hướng cô chỉ, trông thấy Ngải Lâm và cả Mã Siêu. Nhưng ngoài bọn họ ra còn có một thanh niên lạ mặt. Lúc này, Mã Siêu đang tức giận kéo Ngải Lâm ra sau lưng. Anh là ai? Mã Siêu lạnh lùng hỏi người thanh niên kia. Xin chào, tôi là Hoàng An, chồng chưa cưới của Ngải Lâm. Người thanh niên mỉm cười. Chủ động giơ tay ra với Mã Siêu. Tôi đồng ý gả cho anh bao giờ? Dương Thanh đứng cách xa đám người Mã Siêu một đoạn nhưng thính lực siêu đỉnh giúp anh nghe thấy lời bọn họ rất rõ ràng. Anh ta họ Hoàng, tự xưng là chồng chưa cưới của Ngải Lâm, hiển nhiên chính là người nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Lúc trước Ngải Lâm từng kể với Dương Thanh, nhà họ Ngải muốn hy sinh hạnh phúc của cô ấy để làm thông gia với nhà họ Hoàng. Không ngờ đối phương đã tìm đến tận Giang Hải. Dương Thanh, hình như chị Lâm đang gặp rắc rối, chúng ta mau qua đó xem sao. Xa xa, Tần Thanh Tâm cảm nhận được khí thế Dương Cung Bạt Kiếm giữa bọn họ.
Sau lưng Hoàng An còn có một người đàn ông trung niên mặc áo đen, dáng người không vạm vỡ bằng Mã Siêu nhưng khí thế chẳng hề thua kém, là một cao thủ. Dù sao cũng là người của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, có cao thủ đi theo bảo vệ cũng rất bình thường. Sao anh lại tới đây? Trông thấy Hoàng An, sắc mặt Ngải Lâm cực kỳ khó coi. Cô ấy bước lên trước không vui hỏi. Bị Mã Siêu cự tuyệt bắt tay, Hoàng An cũng không hề tức giận, nhanh chóng rút tay về cười đáp, anh đi theo người lớn trong nhà tới Giang Hải bàn chút chuyện riêng, nghe nói em ở đây nên tới thăm. Anh Siêu, chị dâu, xin lỗi hai người, chúng em đến muộn. Đúng lúc này, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đi tới, anh mỉm cười tỏ lòng xin lỗi. Anh gọi anh Siêu và chị dâu khiến Mã Siêu và Ngải Lâm vô cùng kinh hãi, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra ý đồ của anh. Hoàng An nghe thấy lời Dương Thanh nói, dáng vẻ thư sinh lịch sự vừa rồi của anh ta lập tức biến mất, sắc mặt lạnh lùng. Thằng danh, cậu vừa gọi Ngải Lâm là gì? Hoàng An híp mắt nhìn Dương Thanh, giọng điệu chứa đầy sát khí. Vệ sĩ sau lưng anh ta lại cảm nhận được khí thế kinh người từ Dương Thanh, vô thức nhấc chân đến gần Hoàng An hơn. Anh không nghe hiểu tiếng người à? Hay là lỗ tai có vấn đề? Dương Thanh lạnh giọng nói, mỉm cười trêu tức. Cậu muốn chết hả? Hoàng An lập tức nổi giận. Hoàng An, anh định làm gì vậy? Ngải Lâm nổi giận đứng chắn trước người Dương Thanh. Cô ấy biết thân phận của Dương Thanh, cũng biết năng lực của anh đủ để không coi Hoàng An ra gì. Nhưng nhà họ Hoàng sau lưng Hoàng An sẽ gây phiền phức lớn cho anh. Cô ấy không muốn việc riêng của mình trở thành gánh nặng của người khác. Ngải Lâm, em có biết mình đang làm cái gì không? Hoàng An nhìn chằm chằm Ngải Lâm. Giận dữ quát, em là vợ chưa cưới của anh, thế mà lại anh em với người đàn ông khác, em không chỉ gây sự với anh mà còn đang khiêu khích toàn bộ nhà họ Hoàng đấy. Tôi đồng ý gả cho anh bao giờ, Ngải Lâm cả giận nói. Chỉ vì thằng đàn ông này sao? Hoàng An chỉ vào Mã Siêu, tức giận chất vấn. Anh chưa lấy vợ, tôi chưa gả chồng, tôi ở bên người nào liên quan gì tới anh? Lúc này Ngải Lâm cực kỳ bá đạo, còn chủ động ôm tay Mã Siêu. Em không sợ gây rắc rối cho nhà họ Ngải sao? Hoàng An híp mắt uy hiếp. Thì ra lại là một thằng ngu chỉ biết dựa hơi gia tộc. Dương Thanh cười lạnh một tiếng. Thằng danh, cậu có tin tôi giết cậu ngay tại đây cũng không bị làm sao không? Hoàng An trợn mắt dọa nạt. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, anh biết tôi ghét cái gì nhất không? Cái gì? Hoàng An vô thức hỏi. Vèo. Anh ta vừa nói xong, Dương Thanh đã biến mất. Cậu An cẩn thận. Cao thủ bên cạnh Hoàng An hoảng sợ hô lên, định vọt tới ngăn cản Dương Thanh. Bốp! Nhưng ông ta vừa nhúc nhích, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt Hoàng An, bóp cổ anh ta. Cút! Dương Thanh quát lớn. Quý bà họ Hoàng! Tiếng quát này như tiếng sấm rền vang bên tai tên vệ sĩ, toàn thân ông ta run bần bật, sợ hãi lùi lại liên tiếp 3-4 bước. Đến khi lấy lại được tinh thần. Ông ta hoảng hốt phát hiện Hoàng An đã bị Dương Thanh nhấc lên khỏi mặt đất đang không ngừng giãy giụa. Anh muốn ép Ngải Lâm cưới mình sao? Anh muốn hủy diệt nhà họ Ngải sao? Anh còn muốn giết tôi ngay tại đây sao? Anh có tư cách uy hiếp tôi sao? Dương Thanh liên tục chất vấn, lời lẽ đanh thép đánh thẳng vào tai Hoàng An. Mỗi một câu hỏi, Dương Thanh lại tăng thêm sức lực trên tay. Sau 4 câu hỏi, Hoàng An cảm thấy cổ mình như sắp rời ra, sợ chết khiếp. Hiện giờ, anh ta đã cảm nhận được cái chết đang kề cận. Còn tên vệ sĩ bên cạnh Hoàng An đã bị một tiếng quát của Dương Thanh dọa cho không dám tới gần một bước. Cậu Thanh, thả tay ra. Mau thả tay ra đi. Một lúc sau, Ngải Lâm mới bừng tỉnh, vội vàng hét lớn. Cô ấy không muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân vì gia tộc, nhưng cũng không muốn gia tộc diệt vong vì mình. Hơn nữa, nếu Dương Thanh thực sự lấy mạng Hoàng An, bản thân anh cũng gặp phải phiền phức. Tâm Tâm, em mau khuyên nhủ Dương Thanh đi. Thấy Dương Thanh không đáp lại, Ngải Lâm vội vàng nhờ Tần Thanh Tâm giúp đỡ. Tần Thanh Tâm cũng bình tĩnh lại, sốt ruột nói, chồng, anh buông tay đi. Anh ta sắp chết rồi. Nghe thấy giọng nói của cô, đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh mới dần khôi phục màu sắc bình thường. Nể mặt chị Lâm, tạm thời tha cho anh một mạng. Dương Thanh vung tay lên, Hoàng An bị ném văng ra xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất. Thê thảm như chó chết, hít lấy hít để không khí. Vừa rồi suýt nữa thì anh ta đã toi mạng. Một lúc lâu sau, Hoàng An mới dần khôi phục lại, nhưng trên cổ vẫn hẳn rõ dấu vết bị Dương Thanh bóp chặt.
điều tra lai lịch của thằng nhãi kia cho tôi. Nhìn theo đám người Dương Thanh rời đi, Hoàng An nổi giận giống lên. Anh ta là con cháu nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đừng nói là Giang Hải, kể cả mấy 10 thế lực tỉnh lỵ to lớn khắp Chiêu Châu, thậm chí là các gia tộc giàu có ở Yến Đô đều không có ai dám đối xử với anh ta như vậy. Bị một thằng nhóc 26, 27 tuổi suýt giết chết ngay ngoài đường là sự sỉ nhục của anh ta. Hiện giờ, nhóm người Dương Thanh đã đi vào nhà hàng Bắc Viên Xuân. Trong phòng ăn, Ngài Lâm Bần Thần ngồi đó, hai mắt sưng đỏ không nói lời nào. Mã Siêu ngồi cạnh không biết phải làm gì để an ủi cô ấy. Chị Lâm, chị đừng buồn nữa. Em tin có anh Siêu ở đây, không ai có thể làm hại chị được đâu. Tần Thanh Tâm nắm tay Ngải Lâm nhẹ giọng an ủi. Mã Siêu vội tiếp lời, đúng vậy, tôi nhất định sẽ không để ai làm tổn thương chị. Dương Thanh cũng lên tiếng, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện chị không muốn làm, không ai có quyền ép buộc. Ngải Lâm cảm động nhìn bọn họ, đỏ mắt nói cảm ơn mọi người. Bữa cơm này không hề vui vẻ. Trước khi rời đi, Ngải Lâm bỗng nói, ngày mai, chị phải quay về Yến Đô rồi. Nghe vậy, mọi người đều chìm vào im lặng. Lần này Ngải Lâm tới Giang Hải là vì Tần Đại Dũng. Giờ đây, Tần Đại Dũng đã tỉnh, cô ấy cũng ở đây được một thời gian rồi, đúng là nên trở về. Được, ngày mai em và Mã Siêu sẽ tới tiễn chị, Dương Thanh nói. Anh biết, lần này trở về Yến Đô, có lẽ Ngải Lâm thực sự sẽ phải gả vào nhà họ Hoàng theo ý của gia tộc. Mặc dù anh rất mong Mã Siêu và Ngải Lâm ở bên nhau, cũng sẵn sàng chống đỡ hết thảy cho bọn họ. Nhưng mỗi người đều có quyền tự quyết định. Anh hiểu tính cách của Ngải Lâm, một khi cô ấy đã hạ quyết tâm, dù anh có dẫn theo nghìn quân vạn mã tới nhà họ Hoàng giúp Mã Siêu giảm ngõ, cô ấy vẫn sẽ không đổi ý. Trừ phi, cô quyết tâm ở bên Mã Siêu. Nhưng hiện giờ, quan hệ của hai người vẫn chưa thân thiết tới mức bàn chuyện cưới gả. Mã Siêu lập tức buồn rầu, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó ở nhà họ Mạnh. Trong phòng khách, một quý bà trung niên tao nhã quý phái đang ngồi trên vị trí cao nhất. Còn chủ nhà họ Mạnh, Mạnh Hồng Nghiệp chỉ có thể ngồi cạnh bà ta, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng. Cô Hoàng, cô tới Giang Hải từ lúc nào vậy, sao không nói trước với tôi một tiếng? Để tôi tới sân bay đón cô. Mạnh Hồng Nghiệp tươi cười nịnh nọt, ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi. Vẻ mặt của người đàn bà họ Hoàng rất bình tĩnh, cặp mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm Mạnh Hồng Nghiệp, dường như có thể nhìn ra sự sợ hãi của lão ta. Tôi hỏi ông, tại sao con trai tôi Mạnh Huy lại chết? Cả chồng trước của tôi, Mạnh Thiên Kiêu nữa. Người đàn bà họ Hoàng kia đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt hiện lên sát khí mãnh liệt khiến lông tơ toàn thân Mạnh Hồng Nghiệp đều dựng đứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.